Nhạc xong rồi. Rồi, chào mọi người. Chắc là mình sẽ bắt đầu luôn nha. Với mọi người, những ai đã vào thì có nghe mình nói không? Rồi, ok ha. Giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Thì hôm bữa thì chúng ta đang tìm hiểu về After Effects, về giao diện, về một số tùy chỉnh, cấu hình, preference, một số thứ. Đồng thời mà chúng ta cũng đã thử import vào một số cái file thư mục này nọ vân vân, một số cái thể loại file. Chúng ta cũng đã thử sắp xếp tạo composition ha, sắp xếp các layer, và đặc biệt là chúng ta đang nghiên cứu về cái tính chất của cái composition của After Effects. Thì mọi người nhớ là cái việc sử dụng composition là nó rất là quan trọng trong After Effects ha. Chúng ta hầu phần lớn là khi mà chúng ta làm việc với After Effects là chúng ta sẽ tạo rất là nhiều cái composition to, composition nhỏ, composition nằm trong composition ha. Và mọi người nhớ là khi mà chúng ta tạo composition thì nó là nếu mà chúng ta sử dụng cái composition đó trong một cái composition khác chẳng hạn, đúng không? Bữa là mình đã nói là ví dụ chúng ta có cái một cái composition, đúng không? Nằm ở trong một cái composition khác. Đó, thì nó là một cái subcom. Và cái subcom này thì chúng ta có thể duplicate nó lên, và chúng ta khi đó thì chúng ta có thể chỉnh sửa mà nó không ảnh hưởng đến cái gốc của mình ha. Ví dụ đây chúng ta có thể chỉnh thành màu đỏ thay vì màu xanh, thì chúng ta sẽ có một cái composition màu đỏ, một cái màu xanh, và chúng ta có thể sử dụng những cái composition mà chúng ta mới tạo á, để chúng ta dùng trong những cái composition của mình. Đấy. Thì mọi người nhớ là bất kỳ cái gì chúng ta thay đổi trong cái composition, chúng ta đi vào trong cái composition chúng ta thay đổi nó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tác động đến cái những cái composition khác ha. Rồi,
Hôm nay thì chúng ta sẽ để tiếp tục tìm hiểu về After Effects. Cái đầu tiên thì mình sẽ gửi đến bạn cái các bạn cái folder này. Nó là cái folder mà chứa những cái video rồi những cái hình ảnh rồi những cái material để cho các bạn có thể thực hành, nếu mà tức là mình sẽ dùng những cái hình ảnh video ở trong cái thư mục này để mình làm ví dụ đó, thì nếu mà các bạn muốn thực hành theo thì các bạn có thể vào trong folder này để down xuống ha, những cái hình ảnh rồi material rồi graphic này nọ mà mình có dùng ở trong trong lúc thực hành đó, thì mà mình sẽ gửi vô đây. Đây là đường link nha. Rồi, cái thứ hai nữa là trong đây thì nó cũng có cái final assignment, tức là cái bài cuối kỳ của mình đấy. Thì cái này thì lát cuối buổi thì mình sẽ giải thích ha. Cũng cũng đơn giản thôi, là mình làm một cái clip thôi. Mỗi người chúng ta làm một cái clip theo một cái thể loại nhất định ha. Thế thôi, cũng không có khó khăn gì. Thì lát mình sẽ giải thích. Rồi, ok, tiếp theo thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là tiếp tục nói về cái composition một tí. Thì bây giờ ví dụ là chúng ta import vào một cái video, ở đây thì ví dụ là chúng ta cũng có một cái shape đi, đúng không? Chúng ta vẽ một cái shape hình tam giác đi, đấy. Rồi sau đó thì chúng ta pre-compose cái shape này. Chúng ta đặt tên là starcom, ta mua on attribute đúng không, thì nó sẽ trở thành một cái subcom, được chưa? Thế thì bây giờ có một cái vấn đề, đó là bây giờ ví dụ là chúng ta muốn chỉnh sửa ha, chúng ta muốn chỉnh sửa cái com hình ngôi sao này, được chưa? Thì bây giờ như hôm bữa thì chúng ta phải double click vào cái composition này, chúng ta đi vào trong. Đấy. Rồi chúng ta chỉnh sửa, chúng ta thay đổi vị trí của nó, hoặc là chúng ta đổi màu của nó chẳng hạn, đúng không? Đấy. Rồi. Sau đó thì chúng ta quay ngược trở lại cái com chính, cái main com của chúng ta, để chúng ta làm việc tiếp, đúng không? Nhưng mà vậy thì nó cũng khá bất tiện ở cái chỗ là các bạn thấy là chúng ta mỗi lần chúng ta muốn chỉnh sửa, chúng ta lại phải đi vào trong cái composition chính này ha. Rồi chúng ta chỉnh sửa nhưng mà chúng ta lại không biết là như vậy nó bên ngoài nó sẽ tác động như thế nào đến với cái main com của mình. Ví dụ là bây giờ chúng ta muốn cho cái ngôi sao này nó di chuyển ở đâu đó xung quanh cái những cái con cờ này đi, cái quân cờ này. Đấy. Thì bây giờ là nếu mà chúng ta muốn thay đổi bên trong cái vị trí của cái ngôi sao này, bên trong cái Starcom này đó, cái com nhỏ của chúng ta, thì chúng ta lại phải vào đây chúng ta thay đổi vị trí, rồi chúng ta qua đây chúng ta kiểm tra xem có đúng vị trí chưa, vân vân ha. Thì rõ ràng như vậy nó cũng hơi bất tiện. Thế thì ở trong cái cửa sổ viewer của mình á, là cái màn hình để chúng ta xem cái clip ở đây nè. Đấy. Thì như mình nói là hiện tại là nó đang là cái chế độ xem composition, đúng không? Và ở đây các bạn thấy ở trên cái thanh cái tên của cái viewer này nó đang để là main com, tức là nó đang xem ha, nó đang cho chúng ta xem cái main com, tức là cái com chính của mình, được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ enable một cái viewer khác, chúng ta sẽ mở một cái viewer khác để mà chúng ta quan sát cái com nhỏ của mình, đúng không? Rồi và đồng thời trong lúc đó chúng ta cũng sẽ quan sát được cái main com của mình luôn, chúng ta sẽ đặt hai cái song song như vậy để chúng ta dễ quan sát. Thì làm như vậy bằng cách nào, thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ select cái viewer ha, tức là mọi người thấy nó có cái highlight xung quanh, tức là nó đang select cái viewer. Rồi chúng ta vào trong cái menu view nè, chúng ta bấm vào cái new viewer, thì các bạn thấy là nó sẽ bật ra chúng ta một cái new viewer ha, một cái viewer nữa, nó chia làm đôi cái màn hình của mình. Thì hiện tại là mọi người thấy là nó đều đang hiển thị cái main com, tức là cái com mà chúng ta đang làm việc, thì nó tự động nó sẽ mở cái đó lên. Thế thì bây giờ là làm sao để chúng ta
điều chỉnh cho một cái viewer nó hiển thị riêng cái com nhỏ của chúng ta thôi. À, trong khi là cái com kia thì nó sẽ vẫn hiển thị cái main com của mình, đúng không? À, thì mọi người thấy là chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta chia hai cái viewer ra như này thì nó sẽ giúp chúng ta là gọi là nhìn được hai cái com. À, và chúng ta nếu chúng ta thay đổi bất kỳ cái gì trong cái com nhỏ của mình thì chúng ta có thể thấy được cái kết quả ở cái com chính của mình luôn. À, thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta cứ phải nhảy qua nhảy lại nhảy qua nhảy lại. Một cái lưu ý nữa đó là nếu mà chúng ta muốn tại vì như mọi người thấy là cái viewer chính của mình á thì mình cứ đi qua cái main com hay là đi qua cái com nhỏ thì nó sẽ tự động nó chuyển. À, thì đôi khi là vậy mình cũng không muốn, mình muốn là nó sẽ cố định nó cho chúng ta xem một cái com thôi. À, thì chúng ta cũng có thể làm điều đó bằng cách là chúng ta bấm vào cái hình ổ khóa ha, ở phía góc trái của cái tên của cái viewer đó. Cái hình ổ khóa này để làm gì là để nó cố định cái viewer của mình vào một cái composition thôi, tức là nó sẽ cho chúng ta xem chỉ riêng cái composition đó thôi, nó không có nhảy qua nhảy lại. Được chưa? Thế thì bây giờ ví dụ là chúng ta sẽ quy định là cái viewer phía bên phải của mình chúng ta sẽ xem cái com nhỏ cái starcom đi. À, chúng ta chuyển qua cái starcom xong chúng ta bấm cái hình ổ khóa. Thì chúng ta khóa cái này lại. Thế thì bây giờ khi chúng ta đi qua trên cái main com thì mọi người thấy là nó vẫn cố định nó nằm ở đây. Đúng không? Nó không có bị thay đổi. Thì tương tự như vậy là với cái viewer phía bên trái này, bây giờ ví dụ mình muốn xem cố định cái main com, chúng ta không muốn đổi qua đổi lại nữa thì bây giờ chúng ta có thể bấm và chúng ta khóa luôn đó. Như vậy thì bây giờ ví dụ mà mọi người thấy chúng ta chuyển nè, chúng ta chuyển từ main com sang star com này nọ ha, tức là từ com lớn sang com nhỏ để chúng ta làm việc, chúng ta tùy chỉnh cái gì đó không biết thì hai cái viewer này nó không hề thay đổi, nó vẫn cứ hiển thị đúng những cái mà chúng ta muốn. À, và chúng ta có thể khi làm việc chúng ta có thể song song này chúng ta làm việc luôn ha. Được chưa? À, thì đây cũng là một cái tip để cho mọi người khi mà chúng ta làm việc á, và nhất là khi mà chúng ta làm với những cái dự án mà nó phức tạp rắc rối thì tất nhiên là sẽ có rất là nhiều con. À, và đây là cái cách mà rất là hữu hiệu để cho chúng ta tùy chỉnh và chúng ta xem cái kết quả của cái việc tùy chỉnh đó ở cái main trên ở cái con chính của mình ha. Rồi. Đấy, thì cái này cũng đơn giản, nó chỉ là một cái cách để chúng ta xem thôi. Đấy. Rồi. Nhân tiện cũng nói luôn là trên cái cửa sổ viewer của mình á thì nó cũng có một số cái tùy chỉnh mà các bạn thấy là nó nằm ở phía dưới này. Ha. Thì ở đây có một số cái tùy chỉnh quan trọng. Cái thứ nhất là cái độ zoom. Thì các bạn thấy là cái số nằm ở phía bên ở phía bên trái này ha, thì nó có những cái số phần trăm ở đây các bạn thấy nè. Đấy, thì nó biểu thị cho cái việc là ví dụ khi chúng ta dùng con cái chuột giữa chúng ta zoom á, nhân tiện nếu mà các bạn không biết thì chúng ta dùng cái chuột giữa chúng ta zoom ra zoom vào cái viewer của mình á, thì các bạn thấy là cái số phần trăm này nó sẽ thay đổi không? À, tức là chúng ta đang zoom ra zoom vào cái composition của mình. Ví dụ khi chúng ta cần nhìn rõ một cái chỗ nào đó chúng ta có thể zoom vào chúng ta nhìn ha. Thì ở đây chỉ có một cái lưu ý là nếu mà các bạn để 100% thì đó chính là cái resolution gốc mà chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta xuất cái video này ra, được chưa? Đấy, ví dụ như các bạn làm cái phim này là phim HD, size HD 1920x1080 đó, thì khi mà các bạn để cái phần trăm này là 100% á, tức là đây là cái mà cuối cùng cái file chuẩn nó sẽ ra như thế này. À, còn nếu các bạn zoom vào và quá thì các bạn thấy tất nhiên là hình nó sẽ bị bể, đúng không? Tại hình làm bằng pixel mà. À, thì nó sẽ bị bể, nó có những cái răng cưa như thế này á. À, thì đó là các bạn hiểu là tại vì mình do mình zoom nhiều quá đến 1600% nữa. À, thì tất nhiên nó phải bị bể thôi. Đây không phải là cái kích thước gốc mà chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta render ra, cho nên các bạn đừng có lo, đúng không? Đấy. À, miễn sao là khi mà chúng ta để ở cái tỷ lệ 100% chúng ta thấy nó không bể hình, tức là cái hình ảnh của mình nó ok. Còn nếu zoom nhỏ ra tất nhiên là hình nó sẽ sắc nét hơn, nhưng mà cái này cũng phải cẩn thận là cái này không phải là cái kích thước gốc mà chúng ta sẽ xem khi mà chúng ta
render cái phim. Thế cho nên là khi mà cần kiểm tra gì đó chúng ta nên để 100%, chúng ta thấy là ok hình ảnh có rõ nét không ha, còn gì bể nữa không, vân vân. Thì tại vì đây là cái tỷ lệ mà chúng ta sẽ dùng để render ra đó. Cái thứ hai ở đây là chúng ta sẽ có cái toggle mask and shape path visibility. Thì cái này cũng rất quan trọng, nhưng mà lát thì khi mà chúng ta dùng cái mask đó thì mình sẽ nói luôn, tại vì cái này nó sẽ giúp chúng ta hiển thị hoặc là ẩn đi cái shape, gọi là cái mask của mình, để cho ví dụ khi chúng ta làm việc đỡ bị rối. Chẳng hạn đi, chúng ta làm thử luôn cũng được. Đây, ví dụ chúng ta dùng cái pen tool chúng ta vẽ một cái shape. Đó. Đúng không? Đó, thì khi mọi người thấy là nó sẽ có cái shape của cái path. À, nó mà mình mới tạo đó, nó sẽ có cái shape này. Thế nhưng mà đôi khi là chúng ta ví dụ chúng ta cần chúng ta làm chuyển động này nọ, thì chúng ta muốn xem cái kết quả cuối cùng mà nó cứ có cái shape này, nhìn nó rất là gọi là khó chịu, nó không có thuận mắt, thì chúng ta có thể tắt cái biểu tượng này đi. Thì mọi người thấy nó tắt cái shape của mình đi ha. Thì như vậy thì mình sẽ thấy được cái kết quả cuối cùng của cái shape của mình mà không có bị cái mask nó che mất, đúng không? Còn nếu muốn bật lại thì chúng ta lại bấm vào đây thì nó sẽ lại hiện ra cho chúng ta, để chúng ta tùy chỉnh cái shape của mình ha. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó có ở đây, nó cũng có cái text snapshot ha. Cái này thì rất là hữu hiệu trong cái việc là này thì rất là hữu hiệu trong cái việc là chúng ta gọi là ví dụ khi mà chúng ta đang làm việc và chúng ta sẽ chụp hình cái màn hình của mình để cho khách hàng xem, đúng không? Ví dụ là cái scene đó hiện tại hiệu ứng đang như thế này, thì chụp một cái tấm để cho khách hàng xem. Thì cái tấm này nó sẽ nằm ở đâu nha, cũng quên mất rồi. Như là nó, mình sẽ quy định nó trong đây thì phải. Nó có lưu lại không nha, mình cũng chả nhớ, như nó không có lưu được phải, này nó chỉ text snapshot lại thôi. Sau đó thì mình có thể bấm vào cái biểu tượng là show snapshot bên đây để mà hiển thị nó thì phải. Thì nói chung là cái này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nha, cái này thì cũng không quan trọng mấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái rất quan trọng, đó là cái ô hình gọi là hình bàn cờ đấy, hình trắng đen bàn cờ này. Thì cái ô này rất quan trọng, đó là đó này sẽ giúp chúng ta hiển thị cái alpha ha, cái alpha của hình ảnh. Tức là ví dụ khi chúng ta có một cái shape như thế này, thì rõ ràng là khi mà chúng ta tạo cái shape như thế này thì ở trong cái shape này nó có màu, nhưng mà bên ngoài thì nó không có cái gì hết, tức là nó đang transparent, đúng không? Transparent tức là nó trong suốt hết, nó không có cái thông tin gì ở đây. Và khi mà chúng ta layout lên trên cái một cái hình khác thì những cái phần mà trong suốt thì nó sẽ sao? Nó sẽ hiển thị những cái nằm bên dưới nó, đúng không? Cái đó là cái tính chất của cái kênh alpha. Thế thì bây giờ là làm sao để kiểm tra xem một cái hình này là cái kênh alpha của nó là như thế nào? Thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô này. Đó, thì nó sẽ hiện ra chúng ta là những cái vùng nào mà có cái hình bàn cờ, sọc vuông bàn cờ này á, tức là nó là kênh alpha, đúng không? Nó là trong suốt. Thì cái này nó giúp chúng ta dễ quan sát hơn thôi. Có những lúc thì tại vì là chúng ta có những cái background nó tối màu hay gì đó như thế này mà chúng ta nhìn không biết là cái hình ảnh này nó đục hay là nó không đục, nó trong suốt hay là nó không trong suốt này nọ, chúng ta có thể bấm cái này để chúng ta kiểm tra
nha. Cái này mình dùng rất là nhiều. Cái tiếp theo nữa, ngay bên cạnh cái ô bàn cờ này, chúng ta sẽ có cái region of interest ha. Cái này thì khi mà chúng ta dùng, chúng ta bấm vào đó và chúng ta quét một cái ô ha, chẳng hạn, thì khi mà cái này nó giống như là chúng ta giới hạn cái video của mình lại thành ở gói gọn ở trong cái khung này thôi, được chưa? Thế thì khi mà chúng ta bấm play á, chúng ta bấm play thì mọi người thấy là nó chỉ hiển thị và nó chỉ render những cái gì có trong cái ô này thôi, được chưa? Để làm gì? Vậy thì cái ô này để làm gì? Cái này để là khi mà chúng ta làm việc với những cái dự án nó nặng quá, nó lớn quá, ví dụ cái size chúng ta là 4K chẳng hạn. Cái nguyên cái video của chúng ta là 4K, rồi chúng ta làm dùng nhiều hiệu ứng quá, ánh sáng này nọ lè lẹt quá, thì bắt đầu là rất là nặng, mỗi lần preview là rất là nặng. Thế thì cái này chúng ta có thể dùng cái khung này để chúng ta giới hạn là một cái vùng nhỏ thôi. Chúng ta giới hạn một cái vùng nhỏ nhỏ để mà chúng ta kiểm tra những cái hiệu ứng chúng ta mới làm thôi, xem là nó có ok chưa. Thì khi như vậy là thay vì là phải render toàn bộ cái video 4K thì bây giờ nó chỉ render một cái vùng nhỏ như thế này. Thế thì sẽ rất là tiện cho mình và rất là nhanh hơn so với việc là chúng ta phải mỗi lần chúng ta phải render toàn bộ cái video này. Đấy. Và sau khi mà chúng ta giới hạn lại như thế này, rồi ví dụ mà chúng ta muốn crop cái video của chúng ta lại thành cái khung này luôn, chẳng hạn như là bây giờ ví dụ chúng ta muốn có vì một lý do nào đó chúng ta chỉ muốn bây giờ đổi ý, chúng ta chỉ muốn làm một cái video cỡ cái resolution như thế này thôi, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể vào cái mục là composition ha, và chúng ta sẽ chọn cái là crop comb to region of interest, thì ngay lập tức là nó sẽ crop cái composition của mình lại thành cái khung mà chúng ta mới vẽ, đúng không? Đấy. Rồi thì đó là cái region of interest cũng cũng khá là sử dụng thường xuyên, nhất là khi mà các bạn làm với những cái dự án mà nó nặng. Active camera là về phần 3D này. Đấy, view này cũng là về phần 3D, chúng ta sẽ nói sau. Toggle pixel aspect ratio thì cái này dùng cho những trường hợp là các bạn khi các bạn làm việc với những cái video mà nó có cái pixel aspect ratio nó khác với là số 1 nha. Cái này chúng ta đang dùng là square pixel, tức là 1.0 thì không có vấn đề gì. Tiếp theo là chúng ta có cái biểu tượng cái tia sét nằm trong cái hình chữ nhật á. Chúng ta bấm vào, chúng ta thấy đây, cái này là cái chất lượng ha, cái chất lượng cái chất lượng này là khi mà chúng ta thao tác với những cái yếu tố trong hình ha, thì nó sẽ quyết định cái chất lượng khi chúng ta thao tác. Để mà ví dụ khi mà chúng ta làm việc với những cái hiệu ứng nó nặng thì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm cái thời gian. Ở đây thì có thể là mình sẽ thử một cái có cái gì đó nặng nặng thử coi nào. Đây có cái này là 4K này, chúng ta sẽ thử đấy đó. Cái này alo. Alo anh ơi, cho em hỏi cái phần chỉnh khung ấy, lúc nãy ấy, anh nói lại một tí được không? Chỗ đó anh nói hơi nhanh, em chưa kịp ghi lại cái cách để mà chỉnh cái khung cái khung còm ấy.
Thì nè, thì nó nằm ngay bên cạnh cái hình chữ nhật này ha, hình chữ nhật cờ vua nè đó. Thì ngay bên cạnh nó có cái region of interest, mình chỉ việc bấm Dạ. vào thôi, mình bấm vào rồi mình kéo nó thôi. Ví dụ mình muốn xem riêng một cái khu vực nào đó Kéo có thể xong sau bắt đầu bấm vào cái chỗ nào ấy rồi để mà chuyển thành không cái file. à, thì mình bấm vào đây là khi mình play á, mình chạy á, thì nó sẽ chỉ chạy bên trong cái ô này thôi đúng không? Đó là cái này là chỉ để mình preview thôi. À, thì nếu mà muốn tắt mở thì mình chỉ việc bấm lại vào cái ô này, nó sẽ tắt mở cái preview với lại cái full của mình, được chưa? Còn trong cái trường hợp trong cái trường hợp Cái đoạn sau đó anh bảo chỗ anh rồi vào rồi chỗ rồi thì cái trong cái trường hợp là muốn crop nó lại đó, thì bạn vào trong composition nè, được chưa? Rồi có cái crop com to region of interest đó. Dạ. Được chưa? Đó, bấm vào đó thôi là nó sẽ crop lại theo đúng cái khung mà mình mới vẽ đó. Vậy thôi. Dạ rồi em. Cái này thì hoàn toàn có thể control Z để revert lại nhé. Xem tại vì cái này các bạn cũng thông cảm là mấy cái này cũng khó mà có cái ví dụ được, tại vì phải có những cái project nó lớn lớn thì các bạn thấy nó sẽ có hiệu quả. Thì ví dụ là xem coi cách nào để mà đây vừa mới có cái hiệu quả đó. Đây ha, thì ví dụ là với một cái con mà nó nặng ví dụ 4K gì đó, rồi chúng ta áp dụng nhiều hiệu ứng vào á, thì các bạn thấy là khi mà chúng ta chọn cái fast review này, cái này cái chức năng fast review á, mà cái hình tia sét này á, khi mà chúng ta chọn là ví dụ adaptive resolution, thì khi mà chúng ta kéo hay là tương tác với những cái vật thể ở trong cái con, thì các bạn thấy là cái hình ảnh nó sẽ bị mờ đi trong lúc chúng ta đang thao tác đúng không? Cái mục đích của nó là sẽ để giúp cho cái việc thao tác chúng ta nó nhanh hơn, thay vì là nó phải dành cái thời gian để nó render cái hình ảnh nó đẹp nhất. Thì ở đây là nó sẽ mỗi lần mà chúng ta thao tác cái gì nhanh phức tạp gì đó thì nó sẽ tạm thời nó làm cho cái hình ảnh của mình nó bị nó giảm chất lượng đi để mà nó làm cho nó nhanh, để chúng ta làm cho nó nhanh, được chưa? Đấy. Thì nếu mà ví dụ chúng ta không muốn như vậy, chúng ta muốn là chúng ta di chuyển đến đâu chúng ta thấy được rõ ràng hình ảnh đến đó, thì chúng ta tắt cái này đi, chúng ta chọn cái off, thì tức là chúng ta sử dụng cái final quality để chúng ta làm việc. Thì mọi người thấy là như vậy là chúng ta tương tác đến đâu thì nó vẫn giữ nguyên cái chất lượng của mình. Nhưng mà tất nhiên là cái này đòi hỏi cái máy chúng ta nó cũng phải mạnh, thì chúng ta kéo tới kéo lui này nọ nó sẽ không có bị chậm, nó không có bị giật ha. Còn nếu mà chúng ta thấy nó bị chậm bị giật vì hiệu ứng nhiều quá, thì chúng ta có thể vào đây chúng ta chọn cái adaptive resolution, hoặc thậm chí là chọn những cái thấp hơn chẳng hạn như là wireframe hay gì đó, thì nó sẽ chỉ hiển thị chúng ta cái đường hoặc là cái khung của cái hình ảnh của mình để chúng ta di chuyển trong đây cho nó nhanh đúng không, để chúng ta biết cái đường chuyển động này nọ đi làm cho nó nhanh hơn. Rồi sau khi mà xong thì chúng ta có thể bật trở lại cái final quality để chúng ta làm việc tiếp, không có vấn đề gì, nó không có ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình hết. Đấy. Đó là cái fast review. Thì tương tự như vậy là chúng ta có cái resolution ở đây, cái mà có cái chữ full á. Thì cái này nó là
nó là sẽ áp dụng cái, tức là nó sẽ làm giảm cái chất lượng của toàn bộ cái video của mình. Chứ không chỉ là trong lúc chúng ta tương tác ha, mà cái này là trong lúc chúng ta đang xem video, chúng ta đang review video thì nó sẽ giảm cái chất lượng của mình xuống để sao cho nó nhanh. Thì ở đây ví dụ là khi mà mình chạy cái video này nó đang nặng quá, nó chạy hơi bị giật mọi người thấy đó, thì nó cắt lại chậm quá, thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta giảm xuống là khoảng chúng ta giảm xuống cỡ tầm một nửa là half, hoặc là 1/3 là third, đúng không? Đấy, và chúng ta giảm thử một third đi, thì các bạn thấy là khi xe đó chúng ta play một cái nó sẽ chạy rất là nhanh, đúng không? Nhưng mà bù lại thì chất lượng nó sẽ bị suy giảm rất là nhiều. Thì tại vì là sao phải sự hy sinh thôi, chúng ta muốn xem nhanh thì chúng ta phải hạ cái chất lượng nó xuống, còn nếu mà chúng ta muốn xem chất lượng full thì chúng ta phải đợi lâu, thế thôi ha. Thì cái này là một cái sự bù trừ. Nhưng mà mọi người lưu ý một cái thế này ha, cái resolution ở đây á, nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng lúc chúng ta render, được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta quên set lại á, ví dụ ở đây chúng ta để cái tử test này chúng ta quên set lại lúc mà chúng ta render á, thì nó sẽ, nếu mà lỡ chúng ta quên thì đôi khi nó sẽ làm cho cái render chúng ta nó bị giảm chất lượng. Tức là sao, có nghĩa là khi mà chúng ta chuẩn bị render chúng ta nhớ set lại là full, được chưa? Thì nó sẽ lúc mà render ra nó sẽ render đúng cái resolution của mình, là ví dụ đây là 4K ra đúng 4K. Còn nếu mà chúng ta để quên ha, chúng ta để cái thớt này, ví dụ chúng ta chuyển sang cái phần render nè. Chúng ta vào composition add to nhầm, chúng ta add to render queue ha. Cái này cái phần render mình sẽ nói sau, nó cũng đơn giản thôi. Đấy, thì chuyển qua cái phần add to render queue thì các bạn thấy là cái khi mà chúng ta vào trong cái render setting á, thì chúng ta phải nhớ là check nó là best, đúng không? Thì như vậy thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng bởi cái resolution mà chúng ta set ở đây. Chứ nếu không là đôi khi chúng ta quên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái render của mình. Đấy. Thì cái này là một cái gọi là cái lưu ý mọi người thôi, là khi mà chúng ta review thì chúng ta có thể giảm cái chất lượng xuống, được chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta chuẩn bị render, chúng ta làm xong rồi thì chúng ta nên chuyển nó lại thành full để chúng ta cẩn thận, để khi mà render ra nó đừng có vô tình nó làm giảm cái chất lượng của mình ha. Rồi. Ok. Thì đó là một số cái về cái viewer cũng như là cái composition của mình ở đây, cũng không có gì khó đâu. Các bạn nào mà thấy còn chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi ha. Hoặc là có cái file record thì về các bạn xem lại cũng được. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái việc layer ha, sắp xếp các layer và phối hợp các layer với nhau dựa vào cái blending mode, được chưa? Thì là thế này, có bây giờ chúng ta sẽ có một số cái import một số cái hình vào đi ha. Rồi, và chúng ta cũng tạo composition, đúng không? Đôi khi mà các bạn thấy nó còn cái hình nó lưu lại thì các bạn nhớ là bọt nó đi, kẻo là nó sẽ gây ra những cái lỗi ở trong cái lúc mà chúng ta làm việc á. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta đưa một cái hình của chúng ta vào, và ví dụ cái hình của mình mà nó lớn hơn cái resolution của cái video của mình ha, các bạn thấy cái khung của cái hình nó nằm tràn ra khỏi cái khung màn hình của mình á, thì chúng ta có thể bấm chuột phải vào cái layer, hoặc là chúng ta xuống cái timeline chúng ta bấm chuột phải vào đây cũng được ha. Và chúng ta sẽ chọn transform, chúng ta sẽ chọn là fit to comb. Đây là những cái chức năng fit to comb, tức là nó sẽ tự động nó scale, nó thu nhỏ cái layer của mình lại cho vừa với cái
resolution của cái composition của mình. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn là fit to com width. Thì mọi người thấy là nó tự động nó thu nhỏ cái hình của mình và vừa sát với cái khung màn hình của mình luôn ha. Thì cái này chúng ta khỏi phải scale bằng tay đúng không? Rồi. Thế thì chúng ta có cái layer như thế này, được chưa? Thì chúng ta các bạn thấy là ở phía bên ngay bên cạnh cái tên của cái layer đó thì các bạn sẽ thấy là nó có cái mode ha, có cái mục mode ở đây. Thì cái mode này tức là cái blending mode của After Effects. Thì giống như nếu mà các bạn có từng xài Photoshop á, thì các bạn sẽ biết là để mà phối hợp các cái layer với nhau, layer trên layer dưới này nọ đó, thì chúng ta sẽ có những cái blending mode, những cái để mà trộn hình, trộn trộn cái layer với nhau. Đấy. Thì ở đây trong After Effects nó cũng giống vậy. Thì khi các bạn bấm vào cái chữ normal ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một đống cái blending mode nó nhảy ra, được chưa? Đấy. Thì nói thật ra thì những cái blending mode này nó là nó cũng đơn giản lắm, nó là những cái thuật toán thôi. Nó là những cái thuật toán để phối hợp các cái giá trị màu sắc giữa các cái layer với nhau, được chưa? Chứ nó không là cái gì phức tạp đâu, nó chỉ là ví dụ layer trên layer dưới muốn phối hợp với nhau như thế nào thì chúng ta sẽ dùng cái blend mode. Chẳng hạn ở đây mình sẽ lôi xuống một cái layer khác, đúng không? Nó nằm ở bên trên. Thì bình thường là cái nếu mà chúng ta để normal á, đúng không? Thì cái layer phía bên trên nó sẽ che luôn cái layer bên dưới. Còn bây giờ nếu mà chúng ta chuyển cái blending mode này sang một cái dạng khác, chẳng hạn như là color pen hay gì đó, thì các bạn thấy là nó sẽ tự động nó phối hợp hai cái layer trên và layer dưới với nhau thông qua cái thuật toán mà được mình lựa chọn ở đây. Được chưa? Mình chọn các cái chế độ khác nhau thì nó sẽ ra những kết quả khác nhau, đúng không? Rồi thì cái này để làm gì, tại sao chúng ta lại cần cái này, đúng không? Thì thật ra cái những cái blending mode này các bạn thấy thì nó nhiều á, nhưng mà để mà chúng ta thực sự chúng ta sử dụng thì nó chỉ có mấy cái thôi, nó chỉ có mấy cái chúng ta dùng nhiều thôi. Theo như kinh nghiệm của mình làm bao nhiêu lâu thì chúng ta chỉ cần biết một số thứ thôi, còn lại thì dục đi, nó cũng chả có cái gì quan trọng hết. Nhưng mà tất nhiên ai muốn tìm hiểu thì chúng ta tìm hiểu, tại vì càng tìm hiểu biết nhiều thì càng tốt, không có gì hết. Thì để mà tìm hiểu thì dễ, các bạn lên mạng á, rất là nhiều cái website nó sẽ giải thích cho các bạn chi tiết cái từng cái chế độ này nó là cái gì, được chưa? Ví dụ đây là một cái trang điển hình, mình sẽ gửi cho các bạn cái trang này. Thì cái trang này thì nó sẽ giải thích cho chúng ta biết là từng cái chế độ nó là như thế nào. Ví dụ như là dissolve thì nó sẽ ra như thế nào, dancing dissolve này nó sẽ có những cái nhảy nhảy lung tung như thế nào, nó gọi là dancing mà. Rồi darken nó sẽ ra như thế nào, darker color sẽ như thế nào, multiply như thế nào, lighten blend như thế nào, vân vân á. Có những cái trang, đây chỉ là một trang thôi, còn lại thì ở trên mạng giải thích nhiều lắm. Thì các bạn hoàn toàn có thể lên đây các bạn tìm để mà các bạn biết là cái những cái chế độ này nó dùng để làm gì, được chưa? Cái thuật toán nó tính ra như thế nào, vân vân. Thì trong ví dụ cho như bạn nào muốn tìm hiểu cho nó kỹ. Rồi. Thì cho nên là mình xin phép là cũng không có giải thích chi tiết cái từng cái này để làm gì hết, tại vì nó cũng không có tác dụng gì, mà đã vậy là cũng ít khi sử dụng lắm. Thì ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu qua một số cái hay dùng thôi ha. Thì trong đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ thường hay sử dụng một số cái. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ thường hay dùng cái S, được chưa? Hoặc là screen, một trong hai cái này. Và cái thứ ba là multiply. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nó dùng cho cách gì. Thứ nhất là chúng ta sẽ import vào cái video, được chưa? Cái video này hồi nãy chúng ta đã làm rồi, đó là một cái cảnh
flycam thôi chứ không có gì hết đúng không? Thế thì thường là chúng ta dùng cái chế độ S ha, chế độ S và screen để chúng ta phối hợp một số cái loại hiệu ứng ánh sáng và một số cái loại giống như là particle hay là khói lửa gì đó. Thì những cái thể loại đó người ta hay quay trên những cái nền đen ha, chẳng hạn như thế này. Ví dụ như khói đúng không? Đó. Thì các bạn thấy là người ta hay quay trên những cái nền đen như thế này. Đấy, đúng không? Khói này. Những cái hiệu ứng nè. Đấy. Đấy, particle này nọ, khói lửa nè, con này nọ vân vân ha. Lửa nè. Đấy. Thì đa phần những cái này người ta đều quay trên cái nền đen. Đó là cái gọi là cái quy chuẩn của ngành công nghiệp, người ta hay quay trên cái nền đen, nó gọi những cái này nó gọi là practical footage đúng không? Đấy. Thì những cái footage như vậy thì khi mà chúng ta phối hợp vào cái video của mình thì chúng ta sẽ dùng những cái blending mode là add hoặc là screen hoặc là multiply ha. Thì ở đây ví dụ là chúng ta sẽ thử phối hợp một số cái practical footage vào trong cái video của mình ha. Thì ở đây chúng ta ví dụ chúng ta sẽ chèn vào một cái footage mà tia lửa bay như thế này, được chưa? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ bấm chuột phải vào transform, chúng ta chọn là fit to come with để mà cái này nó sẽ full màn hình luôn, được chưa? Thì mọi người thấy lúc đầu thì cái footage của mình nó làm cái màu đen, có những cái tia lửa bay như thế này. Và khi mà chúng ta để đặt lên trên cái video của mình thì rõ ràng nó sẽ che mất cái video của mình, đúng không? Thế thì bây giờ để mà phối hợp với cái video của mình thì chúng ta phải dùng cái blending mode. À, thì chúng ta sẽ vào cái blending mode, chúng ta chọn là để phối hợp cái này chúng sẽ chọn là S ha. Đấy. Thì mọi người thấy khi chúng ta chọn S một cái thì ngay lập tức là cái màu đen nó biến mất và những cái tia lửa nó sẽ được phối hợp vào trong cái hình ảnh của mình, được chưa? Và cái tính chất của cái thằng S này là gì? Có nghĩa là như nãy mình nói, những cái blending mode này á, nó là những cái thuật toán thôi, những cái thuật toán để phối hợp giá trị màu giữa hai cái layer. Thế thì cái S này có nghĩa là gì? S là tiếng Anh là cộng, cộng vào đúng không? Thế thì khi mà S thì nó sẽ cộng cái giá trị của những cái của cái video nằm bên trên, của cái layer bên trên, nó cộng vào cái layer bên dưới, được chưa? À, thì nó sẽ thường cái kết quả của nó là nó sẽ làm mất cái màu đen rồi, đúng không? Mất cái màu đen không nói. À, lúc đầu là nó có màu đen xung quanh, bây giờ nó mất màu đen. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ làm cho cái pixel nó sáng lên. À, thì cái này thường rất là thường hay phối hợp cho những cái ví dụ như về lửa, về tia lửa hay là về ánh sáng. Đó, thì như mọi người thấy là khi chúng ta phối hợp lại thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ được đặt vào trong cái cảnh quay của mình và nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. À. À, ví dụ ở đây nữa là chúng ta có chẳng hạn như là mình làm một cái cũng có một cái lens flare tóc đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có cái lens flare ha. Cái này cũng là một cái video stock, tức là video có làm sẵn. À, thì chúng ta cũng fit to come with. Thì như các bạn thấy là đây là về ánh sáng ha. Thì khi mà phối hợp với cái những cái video của mình ở phía dưới á, thì chúng ta cũng sẽ chọn là S. Chúng ta sẽ chọn cái blend mode là S luôn. Thì mọi người thấy nó sẽ phối hợp cái ánh sáng vào trong cái cảnh quay của mình nó đẹp hơn nhiều so với việc là chúng ta sử dụng những cái mode khác. Những cái mode khác chẳng hạn như về cái phần phía bên trên đây chẳng hạn, thì nó sẽ thay vì nó làm sáng cái hình ảnh, nó sẽ làm tối hình ảnh đi. Thì như vậy là không đúng. Thì chúng ta sẽ dùng cái phần phía dưới này thôi, chủ yếu là phần về phần S hoặc là screen, đúng không? Rồi. Chẳng hạn về khói ha, chúng ở đây chúng ta có cái khói này.
chúng ta cũng sẽ thử phối hợp nó vào trong cái cảnh quay của mình. Chúng ta cũng sẽ transform fit to complete đúng không? Về khói á, thì các bạn thấy là đa phần nó sẽ là một cái vùng trắng rất là lớn. Thế cho nên nếu mà ví dụ chúng ta chọn là cái mode của mình là S giống như hồi nãy á, đúng không? Chúng ta chọn cái mode là S á, thì nó sẽ làm sáng cái ánh cái video của mình lên, được chưa? Và như vậy thì nó cũng sẽ không có giống thực tế lắm. Thế cho nên về khói á, thì chúng ta có thể dùng cái mode thay vì là S thì chúng ta có thể dùng cái mode là screen. Đấy. Thì mọi người thấy là nó sẽ nhẹ hơn một chút. Đấy, mọi người thấy giữa S và screen, S thì nó sẽ mạnh hơn, nó làm cho sáng cái hình của mình lên. Ở screen thì nó sẽ nhẹ hơn, nó không có làm sáng quá. Đấy. Thì như vậy là các bạn thấy là cũng là dùng những cái blending mode này, nó sẽ giúp chúng ta phối hợp các cái stock footage với nhau để làm cho cái ví dụ cái cảnh quay của mình nó đẹp hơn. Và chúng ta cũng có thể dùng cũng có thể tăng giảm cái opacity cho nó nhẹ lại một chút ha. Để mà thay đổi opacity thì chúng ta sẽ select cái layer mà chúng ta muốn, chúng ta bấm chữ T đúng không? T là dành cho opacity. Thì các bạn thấy là nó sẽ ra một cái thông số là opacity ở đây. Và ở đây là cái con số mà chúng ta có thể dùng để điều chỉnh, hiện tại là 100% đúng không? Chúng ta có thể giảm xuống khoảng tầm là 60, 50 gì đó, tùy vào cái con mắt của mình thấy hợp đúng không? Đó. Thì như vậy là các bạn thấy là phối hợp cái blending mode ha. Chúng ta phải phối hợp blending mode với những cái video rồi opacity. Có bạn nào hỏi? Có bạn nào hỏi gì không ta? Hay là để cái nút lại. Hình như có bạn nào mở micro phải không? Không có ai hỏi thì chúng ta tiếp tục nha. Rồi. Thì đây là cái mà chúng ta, cái cách mà chúng ta sẽ dùng blending mode để chúng ta phối hợp những cái video, những cái layer với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ngoài cái việc là dùng những cái blending mode để mà phối hợp layer với nhau thì chúng ta cũng có thể dùng nó để chúng ta sử dụng cho cái phần gọi là alpha ha. Thì ở đây nó có một số cách để chúng ta xử lý cái kênh alpha giữa các cái layer với nhau. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái chuyện đó nha. Rồi. Thì bây giờ mình quay lại với cái com là chúng ta có cái hình ở đây, đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ ví dụ chúng ta có những cái shape đi, bây giờ mình sẽ vẽ những cái shape ở đây. Ví dụ chúng ta có một cái shape hình chữ hình vuông và một cái shape hình ngôi sao đi. Rồi. Chúng ta sẽ vẽ ra shape nó nằm riêng ra. Ha. Rồi. Cái này chúng ta sẽ để màu đỏ. Này chúng ta sẽ đặt tên là Resta, cái này là Green Square đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ chẳng hạn ha, thì bây giờ chúng ta sẽ có cái hai cái layer này, được chưa? Thế thì bây giờ ví dụ mà chúng ta muốn dùng hai cái shape này để chúng ta làm cái khung cho cái hình của mình, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm sao, đúng không? Thì ở trong After Effects chúng ta sẽ có một số cách để thực hiện cái việc này. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là track mat, cái track mat, tức là cái ô nằm ở bên cạnh cái blending mode. Nó có cái track mat đó, các bạn giống xuống các bạn sẽ thấy là nó hiện tại nó đang để chữ non. Mỗi cái layer nó đều có cái ô chữ non này, ngoại trừ cái layer đầu tiên. Tại vì là cái layer đầu tiên thì nó sẽ không có cái layer nào nằm ở trên nó, cho nên nó không có dùng cái track mat này được. Cái track mat này nó sẽ dùng cái alpha của cái layer phía trên nó ha, để làm cái khung cho nó.
cho cái layer này. Đấy, cho nên là cái layer đầu tiên này nó không có cái nào nằm trên, cho nên nó không có cái ô cắt mạt. Thế thì bây giờ ví dụ là cái ô nằm ngay bên trên cái hình của mình, đó là cái ô green square này, đúng không? Cái ô hình chữ nhật màu xanh lá cây. Thế thì bây giờ chúng ta muốn dùng cái ô đó để chúng ta làm cái gọi là làm cái khung cho cái hình ảnh của mình, thì chúng ta sẽ vào cái track mat nè. Và chúng ta bấm vào đây. Thì trong đây nó có cho chúng ta bốn cái option. Thứ nhất là alpha mat, thứ hai là alpha inverted mat. Còn hai cái sau là cái luma, tức là dùng cái thay vì dùng alpha thì dùng luma, nhưng mà cái này cũng ít xài lắm. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái alpha. Thì chúng ta sẽ chọn cái alpha mat. Thì bạn thấy là khi chúng ta chọn cái alpha mat một cái thì nó sao? Nó sẽ dùng cái thông tin về alpha của cái shape bên trên của mình, cái hình green square để nó làm cái khung cho cái hình ảnh của mình. Thế thì bây giờ các bạn thấy là cái hình ảnh của mình bây giờ nó nằm, cho dù mình di chuyển nó ha, mình nắm kéo di chuyển nó đi đến đâu không quan trọng, mà dù gì thì nó cũng sẽ nằm bên trong cái khung của cái green square này, được chưa? Đấy, các bạn thấy như vậy. Thì ngược lại thì chúng ta sẽ có cái là alpha inverted mat, đúng không? Thì cái này nó chỉ đơn giản là nó đảo ngược lại cái kết quả của cái alpha mat hồi nãy thôi, tức là thay vì nó nằm bên trong thì bây giờ nó nằm ngoài, cái bên trong thì nó đục, cái bên trong thì nó trong suốt, đúng không? Đấy. Rồi. Thì đó là cái hiệu quả của cái việc là mình sẽ cần cho chết lại ha. Đó. Thì đây là cái hiệu quả của việc sử dụng cái track mat để mà gọi là dùng kênh alpha của những cái layer để tương tác với nhau, được chưa? Thì các bạn để ý là khi mà chúng ta đã chọn cái track mat này như vậy rồi một cái á, thì cái layer ngay phía trên của cái layer mà mình chọn á thì nó sẽ được dùng, cái alpha của nó sẽ được dùng cho cái track mat này. Và cái layer này nó sẽ tắt đi. Mọi người thấy cái con mắt của mình nó sẽ tắt đi. Và khi chúng ta bật lên một cái thì lập tức là cái tác dụng của cái alpha mat nó sẽ bị mất. Cho nên là chúng ta phải tắt đi thì nó mới có cái tác dụng đó được ha. Rồi, thế thì bây giờ giả dụ là chúng ta muốn cái hình ảnh của mình nó cũng nằm trong cái hình tam giác này, thay vì là chỉ là nằm trong cái hình vuông này thì sao, đúng không? Thế thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ duplicate cái hình của mình lên, đúng không? Chúng ta duplicate thì ngay lập tức nó sẽ nhảy lên trên cái layer mà track mat, tại vì nó biết là mình đang muốn tách biệt nó ra mà, cho nên nó sẽ nhảy lên trên liền. Và nhảy lên trên rồi thì nó vẫn có cái chế độ alpha mat đang được chọn trong cái track mat nè, cho nên là nó sẽ ngay lập tức nó sẽ sử dụng cái layer ngay phía trên nó để làm cái khung cho mình, được chưa? Thế thì bây giờ ví dụ khi chúng ta tắt cái raster này đi thì các bạn thấy là cái hình ảnh của mình nó cũng sẽ nằm bên trong cái khung ngôi sao. Thế nhưng mà chỉ có cái vấn đề ở đây là rõ ràng đây là hai cái layer, tại vì chúng ta duplicate lên, đây là hai layer, cho nên là cái vị trí của nó không có liền mạch nhau được, đúng không? Bây giờ ví dụ mà chúng ta muốn là cái hình ảnh của mình nó cùng là một hình nhưng mà nó sẽ nằm trong cái khung của hai cái xếp này thì sao, đúng không? Rồi, thế thì để làm cái việc đó thì chúng ta sẽ mình sẽ bật trở lại đi ha. Đấy. Để làm việc đó thì sao? Để làm việc đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là pre-compose hai cái xếp này lại thành một, được chưa? Thì chúng ta sẽ select hai cái layer này và chúng ta vào layer chúng ta chọn cái pre-compose. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái move all attribute to the new composition ha, và chúng ta sẽ đánh vào một cái tên gọi là, chúng ta có thể đặt bất kỳ cái tên gì, chúng ta đặt là mat đi, đúng không? Rồi, thế thì như các bạn thấy là thay vì là hai cái layer riêng thì bây giờ nó được gộp lại thành một, đúng không? Đấy, là cái này là cái layer mat này. Và bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng select cái hình ảnh của mình ha, và chúng ta chọn cái track mat là alpha. Thì như vậy là nó sẽ đưa cái hình ảnh của mình vào trong cái khung của hai cái hình ảnh đó, hai cái shape đó, được chưa? Đó. Thì đó là một cái vấn đề.
Rồi. Giờ mình sẽ Ctrl Z lại. À, như vậy là xong. À, đó một cách thứ nhất. Bây giờ cách thứ hai mà chúng ta có thể làm cái việc này mà không cần phải pre-compose. Đó là bây giờ chúng ta có thể dùng cái chức năng cái ô vuông có cái chữ T ở ngay đằng trước cái track mate của mình ha, cái chữ T ở đây. Thì để dùng cái chức năng này thì bây giờ chúng ta thay vì là cái hình ảnh của mình nó chúng ta để ngay phía dưới hai cái hình hai cái shape này thì bây giờ chúng ta sẽ đưa nó lên trên. À, đúng không? Chúng ta đưa nó lên trên. Và chúng ta sẽ check vào cái chữ cái ô hình chữ T này. Thì các bạn thấy là cái tác dụng nó cũng giống y như là hồi nãy chúng ta dùng mà chúng ta dùng cái track mate mà chúng ta pre-combo hai cái shape á. Thì bây giờ cái này nó cũng tương tự như vậy nhưng mà chúng ta không cần phải pre-combo. Tại vì là cái track mate cái chữ T này, cái chức năng chữ T này á, nếu mình đưa con chỏ chuột vào mình sẽ thấy nó ghi là preserve underlying transparency, đúng không? Tức là sao? Tức là khi mà check cái ô này thì nó sẽ lấy cái kênh alpha của những cái layer nằm phía dưới để nó làm cái khung cho cái layer hiện tại, được chưa? Đó. Thế thì khi mà chúng ta check vào cái ô này thì bất kỳ cái những cái nào mà trong suốt ở phía dưới á, thì nó sẽ được tính đưa vào tính toán để nó tạo ra cái khung cho cái layer của mình. Bây giờ chẳng hạn là sao, ví dụ chúng ta vẽ thêm một cái shape đi. Và chúng ta đưa cái shape này xuống dưới thì các bạn thấy là cái ngay lập tức là nó cũng sẽ hiện ra, nó sẽ trở thành một cái khung mới cho cái hình ảnh của mình luôn, đúng không? Thì những cái này các bạn có thể ứng dụng để mà tạo motion graphic này nọ. Ví dụ các bạn có thể review cái hình của mình ra theo từng ô, từng hình, từng cái shape này nọ ha, các bạn anime cho nó chuyển động hay sao đó để cho nó ra cho nó đẹp, ví dụ vậy. Đúng không? Có rất là nhiều cái ứng dụng. Rồi, và cái cách cuối cùng để mà chúng ta thực hiện cái việc này đó là chúng ta sẽ thay vì là dùng cái những cái track mate hay là như nãy giờ chúng ta làm hay là cái chữ T này ha, thì bây giờ ví dụ chúng ta có từng cái shape như này và chúng ta muốn dùng cái shape này để chúng ta tạo thành cái khung cho cái hình phía dưới thì chúng ta sẽ dùng cái blending mode cũng được. Thì cái blending mode trong cái đóng blending mode mà nãy chúng ta tìm hiểu đó thì ở phía dưới nó sẽ có hai cái phần, cái thứ nhất là stencil alpha nè, cái thứ hai là CUS alpha. Hai cái này để giúp chúng ta là sử dụng cái kênh alpha của cái layer này để gọi là tạo cái khung cho cái layer phía dưới ha. Đó, thế thì bây giờ ví dụ chúng ta chọn là stencil alpha thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sử dụng cái kênh alpha của cái hình vuông màu xanh dưa xanh lá cây để nó làm cái khung cho cái hình của chúng ta phía dưới. Kết quả cũng giống như là nãy giờ chúng ta đang làm đó, đúng không? Ngược lại với cái stencil alpha chúng ta sẽ có cái CUS alpha đó. Và như vậy là với cái này thì các bạn thấy là nó sẽ chỉ cần nó chỉ đảo ngược lại cái kênh alpha thôi chứ không có gì hết, đúng không? Một là CUS alpha, hai là stencil alpha, chưa? Rồi thì giới thiệu các bạn những cái cách để mà xử lý kênh alpha như vậy để mà các bạn biết là có nhiều cách để chúng ta thực hiện ha. Và tùy tình hình thì chúng ta có thể dùng cách này hoặc là dùng cách kia tùy tình hình. Đấy thì cái này nó cũng nằm trong cái đống blending mode của mình cho nên là ở đây thì đó thì mình chỉ giới thiệu đến các bạn những cái mà nó phổ biến thôi. Ví dụ như là add screen stencil alpha này nọ hoặc là cái multiply sau này giờ chúng ta sẽ mình sẽ giới thiệu khi mà chúng ta thử về cái phần gọi là compositing thì cái multiply này nó có tác dụng ở trong đó. Không biết là mình nói có nhanh hay sao không nhỉ? Nói chung là có bạn nào mà thấy không không theo kịp hay là có chỗ nào không rõ thì hỏi nha, hoặc là nếu các bạn thích á, thì sau mỗi mục như này thì mình dừng một chút để cho các bạn làm thử.
không biết các bạn muốn như thế nào. Không, tại vì cái mấy cái này thì nó cũng là những cái thao tác thôi, chứ không phải là làm những cái bài tập gì, cho nên là mình nói nó cũng hơi nhanh. Thôi vậy thì mình sẽ dừng chút xíu nha. Các bạn làm thử nè. Thứ nhất là các bạn lên cái link của mình nè, đúng không? Trong đây là mình có để sẵn những cái nãy giờ mình xài đó, ví dụ những cái hiệu ứng khói lửa gì đó là mình để trong đây đó. Thì các bạn download về đi, các bạn download về rồi các bạn thử combo bằng blending mode như nãy mình làm đó ha. Đây là cái bước thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn thử về cái phần alpha này đi, đúng không? Các bạn vẽ shape được chưa, các bạn vẽ shape rồi các bạn thử dùng cái blending mode hoặc là dùng track mat hoặc là dùng cái chữ T này để mà chúng ta phối hợp kênh alpha với nhau ha. Để mình chắc là có những bạn request nên mình mở lên luôn ha. Nếu mà ai không vô được thì mình sẽ mở lên cho các bạn. Đấy, vậy thì các bạn cứ làm thử đi, khoảng chúng ta sẽ có khoảng 15 phút đi ha, để các bạn thử. Nếu mà ai chưa chưa từng làm quen với After Effects thì chúng ta nên tìm gọi là bấm thử những cái nút, những cái chức năng trong đây để chúng ta biết nó là cái gì, cho nó quen. Bạn nào mà quen rồi thì thôi, bạn nào thì chưa quen thì nên tập sử dụng cho nó nhuyễn cái tay mình ra, đúng không? Trong cửa sổ project này nọ, tổ chức folder này đấy, lôi clip vào, đúng không? Đấy, đặt tên folder này nọ vân vân, rồi trong layer thì sắp xếp như nào, blending mode như nào, tắt mở con mắt như nào này, đấy. Solo như nào hả? Mình xem các bạn nào đang request. Bạn Tuấn Thành hỏi gì nha? Em bạn 2021 có mấy cái không giống thầy, không có cái trách mẹ hả? Không phải là không có, mà là nếu mà bạn nào không thấy á cái trách mẹ này, các bạn bấm vào, các bạn đưa con chó chuột vào cái thanh mà có những cái biểu tượng này nè, được chưa? Ngay chỗ cái con chó chuột của mình á,
Các bạn bấm chuột phải vào đây và các bạn sẽ vào cái column này nè, được chưa? Thì ví dụ ở đây mà các bạn thấy là nó ví dụ mà các bạn thiếu cái gì thì các bạn bật nó ra, chẳng hạn như là ở đây ví dụ bạn thiếu chữ T thì các bạn bấm cái mode thì nó sẽ ra cái đống đó. Bạn bạn Tuấn Thành thử đi nha, chứ nó không có phải là không có. Có ai thắc mắc gì thì cứ hỏi ha. Mình đang share cái folder cho các bạn để các bạn dùng lấy hình ảnh xuống. Rồi, các bạn nào chưa vô được cái folder nữa không? Bạn chọn vô cái mode á, bạn chọn vô cái tab mode á, nó nằm trong đó. Có gì, tại lúc đầu thì ví dụ ai chưa quen thấy nó hơi phức tạp thôi, chứ còn sau thì các bạn sẽ thấy là After Effects thì nó cũng dễ lắm, dễ sử dụng. Cái quan trọng là cái cách mà chúng ta sẽ phối hợp
những cái chức năng của nó như thế nào để mà chúng ta thực hiện công việc của mình thôi. Chứ còn cái việc sử dụng những chức năng đó thì nó rất là gọi là dễ hiểu ha. Đấy. Cái khó của cái việc mà sử dụng After Effects lại vậy, có nghĩa là khi mà chúng ta mới học á thì nó giống như là rất là bao la, rất là nhiều thứ, plugin rất là nhiều, effect rất là nhiều. Đã. Rồi chúng ta không biết là phối hợp như thế nào để ra những cái hiệu ứng mà chúng ta muốn. À, thì đó là cái khó nhất. Chứ còn cái việc sử dụng những cái plugin đó, sử dụng những cái effect đó thì nó dễ. Học thì chút là biết. Đã, lên mạng cũng nhiều tutorial. Cái quan trọng là khi mà đụng vô cái công việc, đụng vào một cái job nào đó, chúng ta cần làm một cái hiệu ứng hay cái gì đó thì chúng ta nghĩ không ra được cái cách để chúng ta thực hiện cái hiệu ứng đó thôi, đúng không? À. Nhưng mà cái đó thì khắc phục bằng cách là gì, là chúng ta phải làm nhiều thôi, đúng không? Làm nhiều, chúng ta xem tutorial nhiều, trên mạng nhiều lắm. À, rất là nhiều người người ta chỉ chúng ta làm những cái hiệu ứng rất là thú vị này nọ. Chúng ta siêng chúng ta làm, à, mỗi ngày có thể làm một hai cái chơi gì đó, à. Rồi riết rồi bắt đầu mình sẽ biết là cái hiệu ứng này phối hợp với cái kia nó ra cái gì, đúng không? Để mà khi mà cần đụng đến một cái hiệu ứng tương tự như vậy là chúng ta biết để làm cái này thì chúng ta phải dùng cái hiệu ứng này, phải dùng cái hiệu ứng kia, chúng ta không cần phải lên mạng ra tìm nữa, đúng không? Ừ. Chứ còn thực ra thì làm cái nghề này tất nhiên chúng ta phải dựa rất là nhiều vào internet rồi. Cần cái gì làm cái gì đó chúng ta đều phải có cái bước người ta gọi là cái research, đúng không? Research là gì? Tức là ngoài cái việc là tìm những cái hiệu ứng tương tự xem người ta làm như nào, mình còn phải tìm cái cách làm. Thì người ta chỉ, có thể người này người chỉ, người ta chỉ một phần, người kia người ta chỉ một phần, mình góp lại tạo thành một cái của riêng mình cho cái hiệu ứng của mình, đúng không? Đấy. Thì để mà tìm ra được thì chúng ta cũng không phải là muốn tìm là tìm đâu ha. Chúng ta phải biết cái gọi là cái keyword á, hoặc là cái hướng để tìm. Thì cái đó thì mình sẽ cố gắng mình giúp mọi người. Nếu mà các bạn chưa có cái kinh nghiệm các bạn tìm á thì mình sẽ giúp cho các bạn cái hướng, là ví dụ khi mà cần làm cái hiệu ứng đó thì có thể chúng ta nên tìm cái keyword dạng nào, chúng ta nên tìm theo cái hướng nào, chúng ta nên nghiên cứu theo cái kiểu plugin nào. À, thì có thể nó sẽ ra được cái giống giống cái mình muốn. À, thì vậy thôi. À, học After Effects là chỉ vậy, làm nhiều cho nó quen, xong rồi bắt đầu là biết cái cách tìm, biết cái hướng tìm là ra thôi. À, rồi sau đó riết là mình sẽ biết. À, hồi trước là lúc mà mình học thì các bạn biết là hồi đó là có cái trang video của Pilot á. À, lúc đó thì và YouTube cũng mới thôi, YouTube cũng mới mà các bạn biết là nó cũng rất là hiếm sụt, không phải như bây giờ đâu. Bây giờ là hằng hà sa số channel đầy ra để mà chỉ After Effects, chứ còn hồi đó là khá là hiếm. À, thì hồi đó là mình đi theo cái ông video của Pilot, thì không biết là các bạn có đã từng nghe chưa. Ông này ông có làm một rất là nhiều những cái plugin ha. Ổng vừa làm plugin, ổng vừa làm tutorial. Thì mặc dù là bây giờ cũng khá lâu rồi không không thấy ổng hoạt động nữa, không biết là còn không, nhưng mà nói chung là ông này trước đây là thần tượng của mình á. À, mà nhờ ông này thì mình mới bước vào được cái After Effects. Thì cứ này ổng có rất là nhiều tutorial. Hồi đó là cứ mỗi ngày mình lên mình làm một cái hai cái. À, các bạn thấy là có thể ví dụ mình chèn hình của mình vào, hoặc là mình chèn tên logo gì đó của mình vô này nọ cho nó hay nó đẹp, xong rồi mình dùng để làm show reel đấy. Thì cứ làm riết vậy rồi bắt đầu là cũng biết effect này effect kia này nọ đủ. Thế cho nên là phải làm nhiều các bạn. Thì chúng ta ngoài cái việc là chúng ta học thì chúng ta còn phải chịu khó chúng ta làm, chứ nếu mà chúng ta không làm thì nó không quen tay được đâu. Các bạn đã mình nghĩ là các bạn chọn MAAC thì các bạn cũng đã xác định rõ được cái hướng đi của mình rồi đó. Các bạn xác định rõ được cái mà các bạn muốn làm rồi. À, thì mình nghĩ là các bạn lại càng phải chuyên sâu, chuyên tâm với cái nghề hơn. À, chứ không phải là như những cái nơi mình dạy khác, thì những cái trường mình có dạy trường đại học. À,
thì các bạn trong đó các bạn biết là học đại học thì đôi khi là do nhà ở nhà bắt học hay gì đó, hoặc là nhiều khi cũng chả ai tư vấn này nọ, rồi bắt đầu là không biết mình muốn cái gì đúng không hả. Bắt đầu vô học là môn này cũng đại đại, môn kia cũng đại đại cho nó qua, lấy cái bằng này nọ vân vân hả, thì nó lại theo kém cái hiệu quả đi học, nó không có theo đúng cái hướng gì, nó không có biết mình đang muốn cái gì, làm sao mà học được. Còn đây là các bạn đã là mình nghĩ là đã được MC tư vấn rất là kỹ nè. Và lại là cái mục đích mục tiêu của cái khóa học nó rất rõ ràng rồi, cho nên là nói chung là mình cứ theo đúng cái hướng đó mình làm, và mình phải có chuyên tâm với nghề một tí thì nó sẽ thành công thôi, chứ mình đừng có mình đừng thờ quá là được đúng không. Học thì mình cố gắng mình làm nhiều rồi. Có ai có thắc mắc gì không nhỉ? Không thì mình lại tiếp tục đi. Có ai mình thắc mắc gì nữa không? Rồi mình tiếp tục đi ha. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần là tạo animation ha, tạo animation trong After Effects. Tại vì đó là cũng làm cái phần gọi là essential của After Effects á. Tại vì nói đến After Effects thì không chỉ là hiệu ứng, không chỉ là compositing, mà nó còn là một cái phần mềm motion graphic. Mà nói về motion graphic thì phải là diễn hoạt, phải là chuyển động, phải là animation, được chưa? Thế thì nói về animation thì nó cũng nhiều thứ lắm. Đấy. Thường thì người ta là cái khóa học của người ta thì người ta sẽ đi từ After Effects, tức là chuyển động về mặt 2D, giống như là vẽ tay rồi chuyển động hoạt hình đấy, rồi mới chuyển sang diễn hoạt bằng 3D. Tại vì lúc đó mình có cái nền rồi, mình biết cái về khái niệm chuyển động rồi ha. Rồi thì ở trong After Effects á, ở đây mình sẽ tạo một cái con mới, được chưa? Ở trong After Effects thì bây giờ ví dụ chúng ta sẽ vẽ một cái shape, được chưa? Rồi thì bất kỳ một cái layer nào trong After Effects ha, thì nó cũng sẽ có những cái thông số giống nhau và những thông số đó thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo diễn hoạt cho nó, tạo animation cho nó, được chưa? Thì ở đây là ví dụ mình có cái shape là cái hình chữ hình vuông màu đỏ này đi ha, cái square. Thế thì bây giờ là như bạn thấy là ví dụ một cái layer chúng ta nó nằm như này, thì các bạn thấy nó có một cái mũi tên như này ở phía góc bên trái cái tên của cái layer đấy. Thì khi chúng ta bấm vào đây á, thì ngoài cái content là những cái nội dung gì đó của cái shape này không nói ha, mình bỏ qua, thì trong cái phần transform này mình bấm vào cái phần transform thì các bạn sẽ thấy là nó có bao gồm đầy đủ những cái thông số cơ bản của một cái layer ở trong đây. Trong đó bao gồm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ còn quan tâm là cái position, được chưa? Thứ hai là scale, thứ ba là rotation, và thứ tư là opacity ha. Cái anchor point là cái điểm tâm của cái layer, là cái điểm này nè ha, là cái hình cái biểu tượng chữ thập này nè ha. Rồi thế thì mình xem cái tên thì mình cũng biết là cái ý nghĩa của nó là gì rồi. Ví dụ cái position là để thay đổi cái gì, thay đổi cái vị trí đúng không? Đó. Thì chúng ta như bạn thấy là nãy giờ mình có làm đó, là ví dụ mình dùng con trò chuột mình nắm kéo cái laser đi đó, thì các bạn thấy là đó là mình đang thay đổi cái position của nó đúng không? Thì các bạn thấy là khi mình thay đổi thì cái position, cái thông số position nó sẽ thay đổi luôn nè, mọi người thấy không? Đó. Tức là cái này nó sẽ thay đổi dựa vào cái tọa độ của cái màn hình. Cái màn hình này chúng ta sẽ chia ra là có 20 x y gì đó, đúng không? Lúc mà chúng ta học toán đó, một cái tọa độ sẽ có dựa vào 20 x y. Thì cái vị trí của cái laser này nó đang ở đâu trong cái màn hình này thì nó sẽ được xác định bằng cái
vị trí trên cái trục x và trục y đó. Được chưa? Trục y là chiều chiều dọc, trục x là chiều ngang, đúng không? Rồi. Tương tự thì là scale, scale là gì? Phóng to thu nhỏ, đúng không? Đấy. Mình thay đổi, mình thấy là cái hình vuông của mình nó cũng phóng to thu nhỏ theo. Rotation, rotation là gì? Xoay, đúng không? Rồi. Opacity là độ đục trong suốt và đục của cái hình của mình. À, nó liên quan đến kênh alpha đó. Thế thì cái việc đầu tiên khi mà chúng ta diễn hoạt một cái laser đó, đó là chúng ta phải quan tâm đến cái anchor point, được chưa? Là cái hồi nãy mà mình có nói là cái điểm hình chữ thập này. Thế thì cái điểm anchor point này nó là gì? Nó là cái tâm của cái vật thể của mình, của cái laser của mình, được chưa? Thì cái tâm này thực ra bình thường á, khi mà các bạn tạo một cái solid này, đúng không? Thì chúng ta tạo một solid là một cái layer full màn hình nè, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là cái tâm của nó nè, cái này là cái anchor point, cái tâm của nó sẽ nằm ngay chính giữa, được chưa? Nằm ngay chính giữa cái layer của mình, mặc định nó là như vậy. Nhưng mà tại vì là cái shape hồi nãy mình vẽ đó là mình cố tình mình vẽ nó nằm lệch ra, cho nên là cái anchor point nó hiện tại nó nằm ở một cái chỗ khác. Thế thì cái anchor point này nó sẽ quyết định cái trọng tâm của cái layer của mình. Và khi mà chúng ta hồi nãy như mình chỉnh cái scale chẳng hạn, các bạn thấy là cái scale nó bị lệch, mọi người thấy không? Cái lên đáng nhẽ là cái ví dụ với một cái layer solid, khi mà chúng ta scale á thì nó sẽ scale lớn scale nhỏ từ cái tâm, đúng không? Và như vậy là nó sẽ scale đều luôn. Nhưng mà còn với cái layer square của mình á, tại vì là cái tâm nó nằm lệch ra, cho nên là khi mà chúng ta scale thì nó sẽ không scale theo đúng cái tâm. Đó là cái thứ nhất. Rồi tương tự là cái rotation cũng vậy. Rotation bây giờ thay vì là chúng ta rotate xung quanh cái trục thì bây giờ là nó lại tức là thay vì chúng ta rotate xung quanh cái tâm ở giữa của cái shape thì bây giờ là nó lại rotate xung quanh cái anchor point. Cho nên mọi người thấy là nó lại xoay xung quanh cái anchor point, đúng không? Đấy. Ví dụ như cái solid của mình là cái tâm nó nằm ở chính giữa rồi, đúng không? Nếu mà chúng ta rotate nè, thì nó sẽ xoay xung quanh cái trục ở giữa, nó rất là đều, nó rất đều giống như một cái quạt, đúng không? Còn bây giờ là với cái hình chữ nhật này thì các bạn thấy là nó sẽ xoay xung quanh cái trục. Thì cái trục này nằm ở đâu thì nó sẽ xoay xung quanh cái trục đó. Thì mình cố tình mình làm vậy để cho các bạn thấy cái sự khác biệt giữa cái việc là cái tâm, cái trục nó nằm ở ngay chính giữa cái ta, cái trục, cái tâm, và cái việc là cái trục nó bị lệch. Mọi người đợi mình xíu nha. Rồi mình tiếp tục. Rồi thì mình cố tình mình làm lệch cái trục ra để các bạn thấy cái sự khác biệt khi mà cái trục này nó bị lệch khỏi cái tâm á, thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Thế thì bây giờ để mà thay đổi cái tâm này thì sao? Chúng ta không muốn cái tâm này nó nằm lệch ra như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ, nó nằm ở trên cái thanh công cụ phía trên đây nè, để chúng ta thay đổi cái trọng tâm này. Đó là cái công cụ gọi là pan p2 ha, hoặc là mở ngoặc ra là anchor point, được chưa? Nó là cái công cụ, nó có cái biểu tượng này là ngay chỗ cái con trỏ chuột của mình nè. Thì chúng ta bấm vào đây, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cái con trỏ chuột của mình nó sẽ biến thành một cái biểu tượng mà nó có cái hình vuông hình chữ nhật nhỏ phía bên góc phải đó. Thì sau khi mà nó biến thành biểu tượng này rồi thì bây giờ chúng ta khi chúng ta nắm kéo cái trục này,
thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể thay đổi nắm và kéo và thay đổi cái trục này đến bất kỳ cái vị trí nào chúng ta muốn. Được chưa? Đó. Cái ví dụ chúng ta nắm đẩy nó ra đây. Thì khi đó thì khi mà chúng ta rotate cái layer này, các bạn sẽ thấy là nó thay vì nó xoay quanh cái trục phía hồi nãy là phía bên đây, thì bây giờ cái trục nó nằm bên đây thì các bạn thấy là nó sẽ xoay theo cái trục này. Được chưa? Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ ví dụ là chúng ta muốn ok, bây giờ chúng ta muốn cái trục này nó sẽ trở lại cái trọng tâm đi. Bây giờ làm sao để nó trở lại trọng tâm đây? Chúng ta đâu có biết cái vị trí ở trọng tâm nó là cái nào, đúng không? Chúng ta không có cái gì để giúp chúng ta hết trơn á. Bây giờ nếu chúng ta cứ giả bộ, chúng ta cố chúng ta xếp nó vô giữa thì cũng được đi. Nhưng mà không biết là có chính xác hay không, đúng không? Đấy. Thế thì người ta không có làm cách này, mà người ta sẽ có cái chức năng. Chúng ta sẽ select cái layer ha, cái select cái layer mà mình muốn nè. Chúng ta sẽ vào trong cái layer ha, transform, và chúng ta sẽ có cái chức năng là center anchor point in layer content, được chưa? Tức là khi chúng ta bấm vào cái chức năng này thì cái điểm trục nó sẽ tự động nó nhảy vào giữa, vào cái trọng tâm của cái layer của mình. Và do máy nó làm cho nên là nó canh được chính xác hoàn toàn ở chính giữa luôn. Và như vậy là chúng ta có thể cân chỉnh lại cái trục của mình ha. Và bây giờ thì chúng ta rotate thì các bạn thấy là nó sẽ rotate xung quanh cái trục rất là tiện, đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ một trường hợp nữa là thay vì là chúng ta muốn nó nằm ở giữa, thì bây giờ chúng ta muốn nó nằm ở một cái điểm nào đó ở góc, một trong những cái góc này thì sao, đúng không? Hoặc là nằm ở giữa cái đoạn này, giữa những cái đường thẳng, những đường cạnh của nó này đi. Đấy. Thì phải làm như thế nào, đúng không? Thì cũng có cách ha. Thì chúng ta sẽ không có dùng cái chức năng center anchor point nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ dùng cái chức năng snap của After Effects. Cái chức năng snap này nó sẽ giúp chúng ta snap về vị trí vào những cái điểm gọi là những cái điểm ở trên cái màn hình. Thế thì cái chức năng đó nó nằm ngay phía bên phải, phía bên phải của cái những cái thanh công cụ này. Có cái chữ snapping ở đây, được chưa? Chúng ta check vào đây. Được chưa? Chúng ta check vào đây rồi thì bây giờ ha, chúng ta cũng dùng cái chức năng, vẫn đang dùng cái công cụ Band Behind Anchor Point ha, vẫn đang dùng cái đó để chúng ta kéo cái trục của mình. Thì bây giờ thấy chúng ta, mọi người thấy là chúng ta kéo nè. Đó, mà chúng ta đưa vừa gần đến nơi, gần đến một cái điểm nào đó ở trên cái hình của mình, nó sẽ lập tức nó snap vào cho mình. Được chưa? Nó snap vào thì mình chỉ việc thả ra là nó sẽ nằm chính xác ở cái vị trí đó. Được chưa? Hoặc là chúng ta muốn nó nằm một góc nào đó bất kỳ, thì chúng ta chỉ việc kéo nó đến thì nó lập tức nó snap vào liền, đúng không? Đấy. Thì cái này rất là tiện lợi cho việc là nếu mà chúng ta muốn cái trục của chúng ta nó nằm ở một cái điểm nào đó, ở những cái gọi là những cái điểm quan trọng trên cái layer của mình, thì chúng ta có thể dùng cái snap này ha. Thấy không? Ví dụ chúng ta muốn để nó ở cái góc này đi, và như vậy thì chúng ta có thể rotate nó chung quanh cái góc này. Được chưa? Rồi. Nhân tiện cũng giới thiệu luôn với các bạn một cách nữa. Bây giờ mình lại Ctrl Z lại thì cái trục này nằm ở ngoài ha. Thế thì bây giờ nếu mà trong trường hợp là chúng ta có nhiều layer đi. Đấy. Chẳng hạn chúng ta có nhiều layer, đúng không? Rồi, bây giờ mỗi layer này bây giờ chúng ta muốn chỉnh cho cái trục nó về nằm đúng ở một cái góc nào đó trong cái đống này. Tất cả đống này, mỗi tất cả layer này thì cái trục nó đều nằm ở một cái góc nào đó nhất định, đúng không? Thế thì chả lẽ bây giờ chúng ta lại phải đi vào từng nơi, đúng không? Chúng ta đi vào từng cái layer chúng ta kéo. Chẳng hạn chúng ta muốn nó nằm ở góc trái này, rồi chúng ta lại phải đi vào từng cái layer chúng ta làm cái chuyện đó, đúng không? Rất là mệt. Chẳng hạn chúng ta có cỡ 10 cái thôi đã làm thấy mệt rồi đó, đúng không? Thế thì ở đây thì mình giới thiệu các bạn một cái cách sử dụng một cái script để mà chúng ta thực hiện cái việc này ha.
Thì để chạy cái script này thì các bạn để chạy script thì các bạn vào trong cái phần mục file. Và các bạn vào cái phần script, các bạn run script file, được chưa? À, thì ở đây là cái script mà mình tìm trên mạng nè, nó có tên là Reposition Anchor Point ha. Thì các bạn chọn cái script này. Cái này mình có để trong cái folder và mình share cho các bạn rồi đó. À, thì các bạn chọn cái này. Thì này cái script này nó rất đơn giản, nó đưa ra chúng ta một cái cửa sổ. À, và các bạn thấy là cái cửa sổ này nó có những cái mũi tên. À, thì để các bạn thấy là đây là tương ứng với cái trọng tâm, những cái vị trí trọng tâm của cái layer của mình. Thế thì bây giờ ví dụ chúng ta select tất cả những layer mà chúng ta cần. Được chưa? Rồi bây giờ ví dụ chúng ta muốn cái trục của tất cả những layer này nó sẽ nằm ở một cái góc nào đó. Ví dụ nãy là mình muốn ở cái góc trái này đi. Mình sẽ bấm vào cái góc trái này. Được chưa? Rồi mình bấm cái nút Reposition. Thì mọi người thấy là nó sẽ tự động nó Reposition tất cả các cái anchor point của tất cả các layer mình đang select về đúng cái vị trí như vậy luôn. Thì chúng ta không cần phải Reposition từng cái ha. Còn làm từng cái thì cũng được, làm từng cái thì chúng ta bật cái snap lên rồi chúng ta làm từng cái, đúng không? Nhưng mà ví dụ là sau này chúng ta có nhiều layer, chúng ta không thể nào đi từng cái được. Rồi ví dụ mỗi lần muốn sửa thì sao? Muốn sửa lại cái trục này sao? Chẳng lẽ lại đi từng cái sửa, rất là mệt. Thì ở đây chỉ cần select tất cả layer rồi chúng ta muốn nó đi đến đâu thì chúng ta bấm một phát là nó tự động nó đưa tất cả về cái vị trí đó cho mình ha. Thì đây là một cái script đơn giản thôi, rất dễ sử dụng để cho giới thiệu cho mọi người biết và cũng để biết cái cách để chạy cái script ha. Tại vì sau này các bạn sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều script người ta đã viết sẵn cho mình á, nó thực hiện cái rất là hay. Thì các bạn nên biết cách sử dụng những script này để mà hỗ trợ cho công việc của mình. Thì sau này đến cái phần expression thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số cái script cũng như là những cái hữu ích cho các bạn sử dụng. Rồi. Rồi đó là về phần anchor point, được chưa? Về phần anchor point. Rồi, thế thì bây giờ là đã nói về anchor point, đã nói về các cái thông số transform rồi ha. Thế thì bây giờ để làm sao để tạo animation? Thì tạo animation ở đây các bạn thấy là ở trong những cái layer của After Effects á, và bất kỳ cái thông số nào các bạn thấy là nó có cái biểu tượng cái đồng hồ đặt đằng trước, được chưa? Cái biểu tượng nhỏ đồng hồ này nè, có nghĩa là cái thông số đó chúng ta có thể tạo animation được, được chưa? Đấy. Cái này để các bạn phân biệt với một số cái thông số thì nó không có cái đồng hồ ha. Chẳng hạn các bạn đây thấy ví dụ Lightcap hay Little Joy gì đó trên đây nè, hay là Composite Fill gì đó, một số cái nó không có đồng hồ, tức là chúng ta không thể tạo animation được. Còn những cái mà các bạn thấy là nó có cái đồng hồ ở đây có nghĩa là chúng ta có thể thực hiện animation được ha. Rồi thì với những cái thông số cơ bản này chúng ta sẽ thử tạo animation ha. Rồi chẳng hạn như là chúng ta muốn tạo cái position của nó đi, chúng ta di chuyển nó. Rồi chúng ta sẽ để mà tạo animation trong After Effects á, thì chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ việc là đầu tiên là chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng đồng hồ này, được chưa? Thì các bạn thấy là cái biểu tượng đồng hồ nó sẽ highlight lên và ngay lập tức là nó sẽ tạo chúng ta một cái keyframe ở ngay cái vị trí mà chúng ta đang đứng. Cái này là cái keyframe ha. Cái keyframe đó là cái hình thoi nè, cái hình thoi đó. Rồi. Đấy, cái hình thoi nè. Và đây là cái key đầu tiên của mình. Và mọi người thấy là rõ ràng chúng ta chạy chúng ta thấy là nó chưa có tác dụng gì hết. Tại vì là sao? Mới có một cái key thôi. Thì bây giờ là muốn nó chuyển động thì chúng ta phải có một cái chuyển động gì đó cho nó. Phải có cái sự khác biệt về vị trí thì nó mới có cái chuyển động, đúng không? Thế thì bây giờ ví dụ chúng ta đi ra khoảng 2-3 giây rồi chúng ta sẽ nắm cái layer của mình, chúng ta kéo đi ở một vị trí khác. Thì mọi người thấy là ngay lập tức khi mà chúng ta thả con chuột ra, nó sẽ tạo chúng ta một cái key nữa, đúng không? Tạo một cái key nữa ở cái vị trí mà chúng ta đang đứng luôn.
Và trên cái màn hình các bạn thấy là nó cũng có một cái đường thẳng, nó cho chúng ta biết là cái đường chuyển động của cái laser này, đúng không? Là nó đi từ cái vị trí này nè đến cái vị trí này, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ khi mà chúng ta chạy cái timeline thì các bạn sẽ thấy là sao, cái laser của mình nó đã di chuyển từ vị trí này đến vị trí này. Đấy, ha. Đó, thì đó là cách để chúng ta tạo animation, và nó áp dụng cho toàn bộ những cái thông số khác cũng y chang vậy luôn. Chẳng hạn bây giờ ví dụ chúng ta muốn tạo chuyển động cho cái rotation cũng vậy, chúng ta bấm key một phát ở ngay cái vị trí chúng ta, vị trí đầu tiên chúng ta muốn. Rồi chúng ta đến cái vị trí mà chúng ta muốn cái chuyển động nó kết thúc. Rồi chúng ta bắt đầu là chúng ta thay đổi cái giá trị thì nó sẽ tạo chúng ta một cái key nữa, và như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái nó sẽ tự động nó tạo cái chuyển động cho mình ha. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái chúng ta sẽ làm thử một cái diễn hoạt nhỏ ha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu, thông qua đó chúng ta sẽ tìm hiểu về cái gọi là link layer với nhau như thế nào. Rồi, ở đây thì mình sẽ có ba cái hình. Đó là ba cái hành tinh ha, ba cái hành tinh. Bây giờ chúng ta sẽ thử là tạo một cái chuyển động các hành tinh xoay quanh nhau đi, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ, chẳng hạn bây giờ chúng ta muốn cái mặt trăng của chúng ta, ha, thì nó sẽ xoay quanh trái đất, được chưa? Đúng không? Chúng ta muốn vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ như hồi nãy chúng ta làm với cái hình vuông của mình á, thì bây giờ nếu mà chẳng hạn chúng ta bật cái rotation ra, chúng ta bấm chữ R ha, ở trên cái layer moon nè. Bấm chữ R chúng ta bật cái rotation ra. Thì các bạn thấy bây giờ nếu mà chúng ta thay đổi cái rotation của cái laser mặt trăng này á, thì nó đơn thuần nó xoay quanh cái trục của nó, đúng không? Tại vì là sao? Tại vì là cái trục của nó hiện tại đang nằm chính giữa cái laser, đúng không? Và bây giờ mình muốn cái mặt trăng này nó xoay quanh trái đất cơ, chứ nó không phải là xoay quanh chính nó. Vậy thì mình làm sao? Thì mình như hồi nãy là cái layer square của mình đó, thì mình phải thay đổi cái sao, cái trục của cái mặt trăng này vào cái trọng tâm của cái trái đất, thì như vậy cái mặt trăng này nó mới xoay quanh cái trục là cái trái đất được, được chưa? Thì để làm đó thì chúng ta lại phải select cái công cụ là Ban Behind Anchor Point này. Đấy. Và chúng ta nhớ check cái snapping nha. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái công cụ đó để chúng ta lôi cái trục của cái mặt trăng ha, chúng ta lôi và mọi người thấy là nó sẽ tự động nó snap vào cái trọng tâm của trái đất, đúng không? Mọi người thấy là nó tự động nó snap vào nè, đúng không? Rồi chúng ta thả ra thì mọi người thấy là nó vậy, là bây giờ là cái trọng tâm của cái hành tinh mặt trăng này bây giờ nó không còn ở giữa chính nó nữa, mà nó lại là nằm ở trọng tâm của trái đất. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta tạo cái chuyển động cho cái rotation á, thì các bạn sẽ thấy là thay vì là nó chuyển động xung quanh trục thì bây giờ nó chuyển động xung quanh trái đất, đúng không? Đấy. Và đây là cái mà chúng ta muốn nè, đúng không? Rồi. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ
đến cái sao hỏa ha, đến cái sao hỏa. Thì bây giờ sao hỏa mình sẽ muốn là nó sẽ xoay quanh mặt trăng đúng không? Đấy, bây giờ mặt trăng thì xoay quanh trái đất, rồi sao hỏa thì xoay quanh mặt trăng. À, cái này nó không đúng thực tế lắm nhưng mà mình đang là ví dụ thôi đúng không? Thế thì cũng làm tương tự như vậy, chúng ta lại dùng cái pan behind tool này, chúng ta sẽ kéo cái trục của sao hỏa. Được chưa? Rồi. Và như vậy là khi mà với cái sao hỏa này chúng ta cũng bấm cái chữ R để chúng ta ra cái rotation. Khi mà chúng ta chỉnh cái rotation thì các bạn thấy nó cũng sẽ đi xung quanh mặt trăng. Được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ key cái tạo cái key cho cái mặt trăng để nó xoay xung quanh trái đất. Thì chúng ta sẽ key một cái ngay thời điểm ban đầu, ngay vị trí 0 giây cho cái rotation của cái moon ha. Rồi chúng ta đi đến khoảng 6 giây gì đó tùy mọi người đúng không? Và chúng ta sẽ cho nó xoay một vòng. Thì chúng ta có thể đánh vào cái số 1 ở trong cái chữ x này, 1x tức là một vòng đó, đúng không? Một vòng 360 độ đó. Thì mọi người thấy là sao? Bây giờ chúng ta xem thử nè. Chúng ta chạy thử cái animation, chúng ta sẽ thấy là cái mặt trăng nó đi xung quanh trái đất rồi, được chưa? À, như vậy là xong. Nhưng mà bây giờ ví dụ ha, chúng ta lại muốn cái trái đất này nó di chuyển chứ, đúng không? Chứ nó đứng yên thì nó chán quá. Thì bây giờ chúng ta thử vào cái, chúng ta bấm chữ P, phở, tức là để mở cái position của cái layer trái đất này lên. Rồi chúng ta bấm tạo key ở cái vị trí 0 giây luôn. Đến cái vị trí 6 giây chúng ta sẽ cho nó vị trí 6 giây ha. Chúng ta sẽ cho trái đất này nó đi di chuyển một chút. Đúng không? Di chuyển một đoạn. Rồi, thế thì bây giờ khi mà chúng ta chạy cái animation này thì các bạn thấy sao? Khi mà chạy animation này thì rõ ràng là cái chuyển động nó bị sai, tại vì là bây giờ thay vì là mặt trăng xoay quanh trái đất thì bây giờ mặt trăng nó bị lệch. Nó vẫn xoay nhưng mà nó xoay quanh cái trục đứng yên, trong khi trái đất thì di chuyển. Như vậy thì đâu được, đúng không? Như vậy thì đâu được. Mình muốn là mà trái đất đi đến đâu thì mặt trăng nó cũng phải xoay chung quanh như vậy, đúng không? Thế thì để làm sao để mà chúng ta kết nối cái mặt trăng này vào trong cái trái đất, trong khi trái đất này nó di chuyển, thì trong After Effects chúng ta sẽ dùng cái chức năng gọi là Link Layer để chúng ta kết nối những cái layer với nhau. Rồi, thế thì bây giờ để mà link cái layer mặt trăng này vào cái layer trái đất thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng link, nó nằm ở cuối cùng, cột cuối cùng của cái layer, nó là gọi là Parent and Link nè. Đấy. Và ở cái cột này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái hình xoáy trung ốc. Cái biểu tượng xoáy trung ốc là cái này nè. Cái này là cái để chúng ta dùng để chúng ta kết nối cái layer với nhau. Kết nối một cách nào? Chúng ta chỉ việc bấm vào cái biểu tượng xoáy trung ốc này nè. Đó, chúng ta nắm, chúng ta kéo thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái đường. Một cái đường nó đi theo con trỏ chuột của mình. Mọi người thấy không? Và bây giờ nếu mà chúng ta muốn nó liên kết với cái layer nào thì chúng ta chỉ việc đưa cái con trỏ chuột chúng ta đến đúng cái layer đó, tức là cái layer trái đất. Và chúng ta thả ra. Thì mọi người thấy là ở ngay cái ô bên cạnh nó sẽ hiện ra cái tên cái layer trái đất của mình. Chúng ta bấm vào, chúng ta sẽ thấy là thật ra trong đây nó là danh sách những cái layer mà có trong cái composition á. Để mà nếu mà chúng ta không dùng cái kiểu là nắm kéo như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể vào cái ô này để chúng ta chọn cái layer chúng ta muốn cũng được ha. Rồi. Thì sau khi mà chúng ta link như thế này rồi đó thì bây giờ cái thằng mặt trăng này nó sẽ đi theo cái chuyển động của thằng trái đất. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử, chúng ta sẽ thấy nè. Đó, thì mọi người thấy là sao? Bây giờ trái đất nó đi đến đâu thì thằng mặt trăng đi đến đó, đúng không? Và trong lúc đi thì nó vẫn xoay chung quanh trục y như bình thường, không có vấn đề gì. Đúng không? Ví dụ trái đất đi đến đây thì mặt trăng nó cũng đi đến đó. Đó, đúng không? Đi đến bất kỳ đâu thì mặt trăng nó sẽ đi đến đó, cho nên là đây là cái công dụng của cái việc mà chúng ta link như thế này, đúng không? Rồi. Thì tương tự như vậy, bây giờ ví dụ là đến cái sao hỏa của mình, đúng không? Đến cái sao hỏa của mình. Bây giờ sao hỏa của mình thì mình cũng tạo cái animation rotation đi, một cái
xoay giống như là nãy giờ của thằng trái đất đi, ấy của thằng mặt trăng đi. À, thì chúng ta cũng key ở ngay vị trí 1 giây 0 giây. Rồi chúng ta đến vị trí vị trí 6 giây và chúng ta sẽ cho nó xoay một vòng, đúng không? Thì cũng tương tự như nãy là cái vấn đề với cái mặt trăng. À, thì đáng nhẽ là chúng ta muốn cái sao Hỏa này nó phải đi theo cái mặt trăng, đúng không? Nó xoay là nó xoay xung quanh mặt trăng. À, nhưng mà bây giờ sao? Tại vì là trái đất di chuyển rồi mặt trăng thì xoay quanh trái đất và mặt trăng đi theo trái đất, cho nên là bây giờ cái thằng sao Hỏa nó không thể, nó bị lệch so với cái mặt trăng, đúng không? À, thì bây giờ giải quyết bằng cách nào? Cũng tương tự như hồi nãy, đúng không? À, là thay vì chúng ta link cái sao Hỏa vào trong trái đất thì bây giờ chúng ta sẽ link cái sao Hỏa này vào cái mặt trăng, được chưa? Thì cũng làm tương tự như hồi nãy, chúng ta lại nắm giữ cái phần xoáy trong ốc này, chúng ta link nó vào cái moon. Đó. Rồi. Thì các bạn thấy là bây giờ là cái ô ngay bên cạnh nó hiện cái laser moon của mình rồi. Rồi vậy thì sau khi mà link như vậy xong thì các bạn thấy là khi chúng ta chạy cái hiệu ứng, các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái sao Hỏa của mình nó đã đi theo mặt trăng. Và vì mặt trăng đang đi theo vị trí trái đất cho nên sao Hỏa nó cũng đi theo trái đất. À. Như vậy là đây là cái biểu diễn cho các bạn thấy cái sự phân tầng của cái việc mình kết nối các layer với nhau. Layer này có thể kết nối một layer khác. À, và nó sẽ chỉ phụ thuộc vào cái layer đó thôi. Nhưng mà nếu mà cái layer đó cũng được kết nối với một layer tầng trên nữa thì theo tính chất bắt cầu thì tất cả sẽ được kết nối vào cái layer tổng luôn. Mọi người hiểu ý không? À, có nghĩa là bây giờ ví dụ cái trái đất của mình chúng ta thấy chúng ta di chuyển cái trái đất của mình đi đến bất kỳ đâu thì hai cái layer mà kết nối theo từng tầng với nó như là sao Hỏa hay là mặt trăng nó sẽ đi theo luôn. À, mặc dù là sao, mặc dù là thằng sao Hỏa này nó đâu có kết nối trực tiếp với trái đất, đúng không? Nhưng mà tại vì là nó kết nối với mặt trăng và mặt trăng kết nối với trái đất cho nên theo tính chất bắt cầu là nó sẽ đi theo luôn. À, được chưa? Đó thì đó là cái tính chất của cái link layer ha, để cho các bạn hiểu cái tính chất đó. Và như vậy là bằng cách ứng dụng cái việc đó thì chúng ta tạo được cái chuyển động hành tinh này xoay quanh hành tinh kia, đúng không? Rồi. Có ai thắc mắc gì không nhỉ? Về cái phần link layer này. Bây giờ còn khoảng 10 phút thì nút để play là nút space. Nãy giờ mình hay dùng đó, là ví dụ các bạn muốn chạy cái timeline của mình, các bạn bấm space nè. Space bar đó. Bấm lần nữa là dừng, bấm lần nữa là chạy. Rồi thì còn 10 phút thì các bạn có thể thử tạo animation ha, thử tạo animation và link layer để xem cái hiệu quả của nó. Hồi nãy mình cũng quên nói cái này, ví dụ là các bạn có thể là về cái phần mà sử dụng cái mask á, sử dụng kênh alpha này nọ đó thì ví dụ ở trên mạng người ta hay có cung cấp cho chúng ta những cái những cái transition mà người ta cung cấp dưới cái dạng trắng đen như thế này, đúng không? À, chẳng hạn ở đây là một cái transition dạng giống như là những cái thẻ 3D lật ra đó. Đấy. Cái này vì là dạng trắng đen nên chúng ta có thể dùng để làm cái transition cho cái hình ảnh của mình, đúng không? Là dùng bằng cách nào? Để chúng ta lôi cái clip này vào trong một cái composition của mình ha, đúng không? Và chúng ta sẽ
fit to com. Rồi. Đấy, thì cái đây là cái layer của mình, được chưa? Thấy bị mất stream rồi thầy ơi. Mất stream rồi. Mọi người thấy lại chưa? Thấy lại rồi đúng không? À rồi mình nói lại nè, nói tức là trên mạng thì chúng ta sẽ có những cái ví dụ khi mà các bạn tìm trên mạng sẽ có người ta sẽ có ví dụ người ta bán hoặc là người ta cho free những cái pack, những cái transition pack mà nó sẽ có cái những cái clip trắng đen như thế này để làm transition đó. Thì tại vì các bạn thấy nếu mà nó là trắng đen thì các bạn sẽ biết là chúng ta có thể dùng được để làm transition ha. Mặc dù là các bạn thấy nó, chúng ta kiểm tra kênh alpha các bạn thấy nó không có kênh alpha, nhưng mà vì nó là trắng đen nên chúng ta có thể dùng Luma để chúng ta tạo làm transition, được chưa? Thế thì ví dụ chúng ta có cái clip như thế này thì chúng ta sẽ lôi vào trong cái composition của mình ấy. Chúng ta fit to com, được chưa? Thì đây là cái transition của mình ở trong cái đang để trên cái timeline, được chưa? Thế thì dùng như thế nào? Thì bây giờ ví dụ nè, chúng ta muốn cái hình ảnh của mình, chúng ta đang có cái hình ảnh của mình ở đây, thì chúng ta sẽ muốn dùng cái chuyển cảnh này để chúng ta làm cái chuyển cảnh cho nó, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta chỉ việc là chúng ta qua cái track mệt á, chúng ta chọn cái, hồi nãy là chúng ta chọn alpha mệt đúng không? Lúc mà mình làm ví dụ á, thì tại vì là lúc đó là chúng ta đang muốn dùng cái alpha của cái layer phía trên. Còn bây giờ chúng ta muốn dùng cái Luma ha. Luma là giá trị sáng tối thôi, tại vì ở đây là cái video của mình nó trắng đen mà, thì nó sẽ có giá trị Luma trong đó. Cho nên là chúng ta sẽ thay vì là chọn alpha, chúng ta sẽ chọn là Luma. Thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức là nó sẽ dùng cái giá trị trắng đen của cái video chuyển cảnh của mình để nó làm cái transition ha. Cái chỗ nào mà màu trắng thì nó sẽ hiện cái hình của mình lên, cái chỗ nào mà màu đen thì nó sẽ cắt ra. Thế thì cái chuyển động của cái transition như thế nào nó sẽ có tác dụng với cái hình của mình luôn ha. Được chưa? Rồi. Đấy thì các bạn cũng có thể thử cái này, mình cũng có để trên trên cái link á. Tại vì là sau này các bạn sẽ thấy là sẽ có nhiều cái gọi là những cái transition người ta làm sẵn đó, và người ta sẽ cung cấp cho mình dưới cái dạng trắng đen như vậy, thì các bạn biết là dùng như thế nào ha. Đấy, ha. Vậy mình có link được mấy cái hình lại với nhau không thầy? Cái nào cũng link được hết ha. Ở trong tức là những tất cả những layer trong mà đã đưa vào trong composition thì các chúng ta có thể link với nhau. Thì các bạn thấy là ví dụ ở đây chúng ta có cái hình này. Ý là cái hiệu ứng chuyển cảnh lúc nãy có link được với nhau để cho nó thành một cái hình y chang nhau, có link được như vậy không ạ? Để cho nó thành hiệu ứng là cái hình nó ghép lại thành một cái hình chia tổng thể. Thì cái này cái... nó ghép lại thành hình tổng thể mà. Là sao nhỉ? Thì này có nghĩa là... cái đó thay vì dùng áp dụng cái alpha Lumia thì mình có link được với nhau, link luôn, đỡ phải dùng cái alpha không thầy? Không, cái này dùng cái này thì có gì đâu mà không dùng, cái này là cái rất là hay sử dụng, mình phải dùng thôi, không có cách nào không dùng hết á. Hiểu không? Tại vì đây là cái chức năng của nó để làm cái này mà, nó làm sao là có cách nào làm riêng được. Em hiểu không? Ý của em là cho nó mấy cái hình nó bay bay theo như
mấy cái ô vuông nó nhỏ nhỏ để thì mình có link được vào không, thay vì mình dùng Lumia? Cái này là người ta làm sẵn cho mình mà, thì mình chỉ có thể dùng Luma để mình làm chuyển cảnh thôi, chứ mình đâu có. Còn nếu mà muốn làm cái kiểu này nó là cái hiệu ứng rồi, đúng không? Cái này thì phải phải tìm cách để làm, chứ còn nếu mà làm đơn giản thì không có cách nào làm hết. Cái này thì nếu này muốn làm thì mình cũng phải để suy nghĩ nghiên cứu đã chứ cũng nói là không biết cách nào làm ngay đâu. Nhưng mà cái này mình chỉ muốn là cho mọi người biết là, ví dụ là mình có những cái clip trắng đen như thế này, những cái clip chuyển cảnh tranh đi dành như thế này, người ta làm sẵn thì mình sử dụng như thế nào thôi. Chứ còn đấy. Chứ còn mà muốn tách cái hình ra thành từng cái ô như này, xong rồi xoay xoay nó ra đó, thì chúng ta phải tìm hiểu đã. Rồi. Mọi người làm thử, tạo chuyển động thử đi. Link layer với nhau xem là có khó khăn gì. Đúng rồi. Còn một phần nữa đó là chúng ta sẽ có cái chức năng nhỏ của After Effects. Thì thực ra mình cũng ít xài cái này lắm, nhưng mà cũng giới thiệu cho các bạn biết. Đó là cái chức năng Motion Sketch. Nếu mà các bạn không thấy cái ô Motion Sketch nằm ở bên phải này, thì các bạn vào Windows nè, các bạn chọn cái Motion Sketch. Cái Motion Sketch này là cái gì? Về cơ bản là thay vì chúng ta tạo key bằng tay, thì chúng ta dùng con trỏ chuột, chúng ta nắm và chúng ta di chuyển cái layer, và nó sẽ ghi lại cái chuyển động đó, là chúng ta khỏi phải tạo key bằng tay. Thì ví dụ chúng ta có một cái layer ở đây đi, được chưa? Rồi thay vì là hồi nãy là chúng ta phải vào trong position là chúng ta key position, đúng không? Đấy. Để mình center cái anchor point lại. Rồi. Thì ví dụ như hồi nãy là chúng ta phải tạo key, đi đến đâu chúng ta phải tạo key đến đó, ví dụ vậy ha. Đấy. Thì bây giờ để mất thời gian vậy thì chúng ta có thể dùng cái motion sketch. Thì chúng ta select cái layer ha, chúng ta select layer và chúng ta vào cái ô motion sketch nằm ở đây nè. Và chúng ta sẽ bấm cái nút start capture. Và sau đó thì chúng ta di chuyển. Chúng ta nắm kéo cái layer, chúng ta di chuyển theo cái ý muốn của mình. Chúng ta thả ra một cái thì nó sẽ tự động nó tạo key cho mình ha, các bạn thấy. Và cái đường đi đúng với cái mà nãy chúng ta di chuyển bằng con chuột. Thế thôi, thì đơn giản vậy. Thì cái này thực ra cũng ít xài, nói chung là chủ yếu là để cho cái lúc mà chúng ta phát thảo ý tưởng cho khách hàng xem. Hoặc là với những cái chuyển động nào nó phức tạp quá, mình muốn dùng tay để mình vẽ cho nó đẹp, mình có cây bút Wacom hay gì đó, mình vẽ viết cái này cho nó đẹp thì mình dùng cái này. Đấy. Còn lại thì thực ra thì mình thấy nó cũng ít xài. Mình giới thiệu cho mọi người biết Motion Sketch ha. Và mọi người thấy là nó tạo key cho mình thôi chứ không có gì hết. Và rất là nhiều key, đâm ra là sau này mà muốn sửa thì cũng mệt đó. Rồi, để mà xóa tất cả những key này thì đơn giản là chúng ta tắt cái biểu tượng đồng hồ này đi thôi. Tắt cái là nó xóa hết tất cả các key. Rồi, cũng hôm nay cũng gì nữa này, thầy ơi, có lúc nào play mà không kéo rồi. Thầy ơi, thay vì rotate hình tròn, có cái nào cho mặt trăng rotate hình e clip? Có. Bữa sau đi thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu các bạn cái cách để chúng ta cho cái
cái shape của mình nó đi theo một cái đường thẳng hay một cái đường mà chúng ta đã vẽ ha, thì được. Nói chung là hầu như là cái gì chúng ta cũng có thể làm được hết, chủ yếu là chúng ta biết cách nào thôi. Rồi về cái bài final ha, nói chút xíu thôi là về cái bài final thì đơn giản lắm. Ở trong cái folder này, ở trong đây thì cũng không có gì hết, chủ yếu là có mấy cái sample để cho mọi người xem thôi. Rồi ví dụ sau này có thêm gì đó thì mình sẽ bỏ vô, nhưng mà nói chung là các bạn sẽ thực hiện một cái clip khoảng tầm 15 giây ha. 15 giây ngắn thôi, cũng không có gì. Thì các bạn có thể chọn các thể loại, chẳng hạn như là một cái MV ha, một cái MV dạng motion graphic được luôn, nó vừa di chuyển theo dạng clip, nó vừa mình vừa link nó vào trái đất thì nó đi theo thôi ha. Phải là bữa sau thì mình làm thử. Thì đang nói là ví dụ chúng ta chọn là cái này là dạng MV ha, mà motion graphic thì các bạn thấy thế này dễ lắm, các bạn chọn một cái bài hát các bạn thích, được chưa? Rồi các bạn sử dụng text, sử dụng hình ảnh, và các bạn giống như là làm một cái MV cho nó, nhưng mà dạng hình ảnh thôi, dạng graphic cho chuyển động này nọ như thế này, đẹp dễ thương, đúng không? Là ok đấy, có một cái style chút xíu cho nó có style này nọ là được, đúng không? Đấy, tất cả đều là cắt ghép hình ảnh diễn hoạt ở trong After Effects nha. Cái này thì dễ, các bạn chọn một bài hát nào thôi rồi lấy lyric ra, đúng không, chúng ta làm. Cái thứ hai nữa là nếu bạn nào thích về hiệu ứng kỹ xảo thì các bạn làm hiệu ứng kỹ xảo. Về hiệu ứng kỹ xảo thì các bạn làm những cái như thế này. Cái này thì các bạn có thể tự quay ở nhà, đúng không? Cái này là của một bạn trước ở nhà cũng đang mùa dịch á, thì ở nhà không đi ra ngoài được, chúng ta tự quay xong rồi chúng ta chèn vào những cái vật thể 3D. Cái này thì mình tất nhiên sẽ hướng dẫn các bạn. Hoặc là ngó ra ngoài đường, quay ra ngoài sân, quay chút xíu chắc cũng không sao đó, thì các bạn thấy là chúng ta có thể quay chèn vào những cái vật thể 3D vui vẻ, thú vị ha. Hoặc là thậm chí chúng ta có thể quay cái bàn làm việc của mình ha. Rồi cho cái xe đồ chơi, chúng ta ghép thêm khói lửa gì đó vô. Đó là nhiều bạn nào mà thích về motion graphic, thích về VFX, hiệu ứng kỹ xảo thì các bạn làm về hướng này. Hoặc là cuối cùng thì các bạn có thể làm cái quảng cáo ngắn. Quảng cáo thì các bạn có thể ví dụ quảng cáo bia này đi, thì chúng ta dùng những cái hình ảnh lon bia, hình ảnh máy móc này nọ, rồi chèn thêm text này nọ theo ra cái phong cách quảng cáo. Thì ví dụ những cái lon bia này là lon bia 3D chẳng hạn, thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta làm những cái backshot như thế này. Chúng ta chèn những cái vật thể 3D vào, chúng ta làm những cái clip như thế này. Thì tùy mọi người ai thích làm cái gì thì làm cái đó, nên là ai mà phù hợp khả năng như thế nào thì làm cái đó thôi. Đó là những cái thể loại cho cái bài cuối 15 giây ha. Ngắn mà, đâu có gì đâu, rất là đơn giản. After Effects thì thú vị lắm, nhưng mà nói chung là chúng ta phải làm nhiều chúng ta mới quen. Rồi thôi, vậy là hôm nay chúng ta kết thúc đây ha. Chúng ta điểm danh xíu đi. Ai có mặt thì chúng ta cho mình biết này, để mình điểm danh vô cái ha. Nào đây, ai có mặt thì mình điểm danh cái ha.
Rồi, những bạn khác có không nè? Võ Đình Duy Nghiêm, Nguyễn Kỷ Nguyên, Lê Đình Minh Phúc hình như là chuyển gì rồi đúng không? Nguyễn Ngọc Minh Anh, Phan Hoàng Vũ như cũng ghi là chuyển rồi. Nguyễn Phương Vi, Võ Hồng Phúc, những bạn đó có không nè? Nguyễn Ngọc Minh Anh, Nguyễn Phương Vi có thầy. Hả? Nguyễn Phương Vi có luôn hả? Nguyễn Ngọc Minh Anh. Rồi còn ai nữa không? Không thì thôi ha, chúng ta sẽ kết thúc buổi học đây nha. Thôi chào mọi người.